Kiềng chắn gió bếp ga nhá, chắn gió là chắn ga nó bị mất này. Đấy thì bác mua cho em cái bộ rồi về. Kiềng chắn gió bếp ga bên em đang bán cho bác là 30.000 cho một cái kiềng chắn gió bếp ga này. Cái này thì nó gồm rất nhiều những khe rãnh nhá. Tại sao nó nhiều cái khe rãnh mà nó lại bố trí khác nhau này? Đấy để nó phù hợp hầu như là tất cả các loại bếp ga trên thị trường bây giờ. Đấy từ bếp các loại bếp, bếp nọ bếp kia là nhiều hãng nó khác nhau. Đấy nên nó bố trí nhiều những cái khe kẽ này. Đấy để cho nó phù hợp với tất cả các loại bếp khác nhau nhá. Giá của nó chỉ có 30 ngàn thôi. Đấy, chất liệu nó bằng tấm lá thép kim loại nhá. Đấy thì cái công dụng của sản phẩm này khi mà các bác để vào ấy, thì nó sẽ chắn được cái gió này. Đấy khi mà gió nó lùa vào thì nó hay bị tạt ga. Đấy thì đun các bác đun rất là lâu sôi. Rồi là các bác trụ trụm cái phần ga nó vào ấy, thì cái luồng nhiệt nó sẽ đẩy lên, nó sẽ tập trung vào cái phần đáy nồi hơn. Đấy thì nó sẽ khi mà các bác đun ấy nó sẽ nhanh hơn nhá. Đun nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nó không bị lãng phí ga ra ngoài, nó không bị phè ga ra ngoài. Nó sẽ tập trung vào cái đáy, nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đun, nó sẽ nhanh hơn. Nói chung là con này là các bác sử dụng để tiết kiệm ga một cách tối đa nhá, một cách tối đa luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy, đây là cái phần những cái phần rãnh này, những cái phần rãnh để các bác để lên cái kiềng những cái xoong nồi lên không đo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga. Đấy, giúp các bác tiết kiệm ga, tập trung cái nguồn lửa nó tập trung vào đáy nồi, các bác đun nhanh hơn, đun nhanh sôi hơn. Đấy, tiết kiệm ga hơn. Ok nhá coi nhá. Giá của nó đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái kiềng chắn gió bếp ga nha. 30.000 một chiếc. Rất ok luôn, chắc chắn, chất lượng. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rồi. Bây giờ thì em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái con máy đọc thẻ máy đọc thẻ thông minh này, máy đọc thẻ thông minh nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 60.000 một cái bộ máy đọc thẻ như này. Đấy, 60k thôi, giá rất hạt rẻ nhá. Giá tốt nhất thị trường luôn. Cái này thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung. Đây. Đấy, sẽ gồm có rất nhiều nội dung này. Đấy, thẻ động vật này, thẻ giao thông, thẻ đồ vật này, đồ ăn quả này, hoa quả, rau củ này, trang phục thiên nhiên, màu sắc, nhân vật, nghề nghiệp, hình dạng này. Đấy, cực kỳ nhiều nội dung khác nhau luôn. Rất là hay. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết này, song ngữ cả Anh cả Việt luôn nhá. Cái này nó có cả là tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Cái này thấy hay lắm. Đấy, mà cũng nhiều bác hỏi này. Đấy thì em nhập về bán cho bác này. Đây. Nó sẽ gồm có một con máy và đi kèm cho bác là một cái hộp thẻ nha. Một hộp thẻ này các nhá. Một hộp thẻ là 112 thẻ, 224 từ vựng này. Đấy là cả tiếng Anh tiếng Việt nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là nó sạc pin ạ, sạc pin. Đấy là nó sạc pin. Thì nó nguồn sử dụng cái nguồn là nguồn DC 5V nhá, là nó có tích hợp sẵn pin ở đây rồi. Thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy cắm vào đây này, sau đó là cái chân còn lại thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đấy, xem có cái cục nguồn 5V ấy là các bác cắm sạc cho cái máy này là ok thôi. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và đây thì nó sẽ có cái nút nguồn on off này thì các bác giữ lì cho em. Đấy bắt đầu lên nhạc. Các bạn nhỏ chúng mình bắt đầu nào. Đấy thấy không, nó lên nhạc là bắt đầu là ok nhá. Là bắt đầu là các bác dạy cho cháu là mở cái này ra. Mở cái này ra, sau đó là các cháu là rút thẻ ra này. Đấy, thì rút thẻ ra lấy thẻ nào thì cho thẻ đấy vào. Đấy, ví dụ như là em lấy một cái thẻ bất kỳ này, ví dụ như là bố này, mặt sau thì sẽ có là mẹ này, cái một thẻ này có hai mặt luôn nhá. Đấy, các bác cho vào này. Bố. Father. À, thấy không, nó có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn, là nó phiên dịch ở đây luôn. Đây em cho lại một lần nữa nhá. Bố. Father. Đấy, và đây em cho là mẹ này, em quay lại thẻ mặt sau này. Mẹ. Mother. Đấy, thấy không, rất ok nhá. Đây em cho lại một lần nữa nhá, em quay cái mặt sau cái loa các bác nghe mẹ. Rõ. Đấy thấy không, cái loa của nó là mặt sau, rất ok, cái loa nó nghe vừa đủ nhá. Đấy, đây cho lại một lần nữa này. Đây. Bố. Father. Đấy rất ok nhá. Đấy thì các bác cứ lấy thẻ bất kỳ ra đây, ví dụ như em lấy một cái thẻ nữa này. Đấy, ví dụ như là cái này là trái cây, cái này quả nho này, đây, em cho đây nhá, quả nho này. Quả nho. Đấy. Great. Đấy, quả nho có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá. Tiếng Việt nó sẽ đọc trước, tiếng Anh đọc sau. Quả chanh. Lemon. Đấy, quả chanh lemon. Đó, ok luôn nhá. Đấy, quay lại mặt kia này. Quả nho. Đấy. Đó, quay lại mặt nữa này. Quả chanh. Quả chanh. Lemon. Đó, rất ok, là có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn. Và các bác muốn gì? Muốn tắt thì các bác giữ lì đi, muốn bật thì các bác cũng giữ lì cái nút on off này. Đấy, còn lại thì đây, nó còn có cả nhạc đây này. Đấy, các bác giữ lì với cái nút này sẽ còn nhạc này. Đấy, có cả nhạc nhé, các thứ đầy đủ luôn các nhá. Đấy, có cả nhạc luôn. Còn các bác giữ lì cái nút on off này nó sẽ tắt đi. Chúng mình tạm dừng nhé, tạm biệt. Đấy, các bác giữ lì nó sẽ có nút tạm biệt này. Khi mà tắt đi, còn nếu mà các bác bật lên này.
Đấy, nó xin sẽ chào kêu. các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, nó sẽ có xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, rất hay nhá. Đấy, một con sản phẩm máy đọc thẻ rất thông minh luôn. Mua về cho các cháu nhà mình sử dụng học tập này. Đấy, nhận biết chữ cái này, rồi là cái này cái nội dung rất hay là nó có cả hình này, cả hình cả chữ này. Đấy, phiên âm cả tiếng Anh này, cả tiếng Việt ở đây luôn. Rồi là có cả ấy luôn, có cả gì luôn nhá, có cả âm thanh luôn, rất là sống động để các cháu dễ tiếp thu. Đấy, tránh xa điện thoại, TV, internet đây. Đấy, các cháu tập trung vào học hành này. Đấy, thì các bác mua trong cái máy đọc thẻ này về. Đấy, thư mục này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày này, thực phẩm, rau củ, trái cây, gia đình, màu sắc, hình dạng, công việc, trang phục tự nhiên. Đấy, nói chung là nó tóm gọn trong một cái hộp thẻ này là đầy đủ luôn, nghĩa là như kiểu là một vạn câu hỏi vì sao đâu nhá, đầy đủ hết luôn. Đấy, không thiếu cái gì cả. Đấy, giữ đi cho tắt đi đỡ tốn pin này. Đấy, lúc nào dùng xong là các bác nhớ tắt đi cho đỡ tốn pin. Đấy, lúc nào hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc nhá. Con này của nó là cắm sạc. Đấy, nên là các bác không cần phải thay pin hay biết gì. Pin nó có sẵn rồi. Về là các bác chỉ việc là các cháu thì mình dùng xong rồi các bác sạc cho các cháu. Đấy, và khi mà hết pin thì đầy pin thì mình lôi ra dùng. Còn lúc nào hết pin thì lôi vào cắm sạc có thế thôi. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá, máy đọc thẻ thông minh. Hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ thông minh nha. Đấy, 60k bộ nhá, dùng rất hay luôn. Máy đọc thẻ thông minh nhá. Bộ tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chổi lau nhà tách nước này, em báo giá luôn. Hiện tại bộ này bên em đang bán là 160.000 một bộ nhá, 160.000 một cái bộ chổi lau nhà tách nước nha. Một cái bộ sản phẩm này thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ gồm có những gì thì em sẽ bày cho bác đây, cực kỳ nhiều luôn có nhá, cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là với giá 160.000 này thì siêu là rẻ luôn. Đấy, các bác sẽ nhận được về đầu tiên là hai cái cán chổi này, hai cái đầu cán chổi này, một cái thùng chứa nước nhá, một cái thùng chứa nước này. Một cái thùng chứa nước nó sẽ có hai ngăn, một ngăn là chứa nước sạch nhá, và một cái ngăn là nó tách cái nước bẩn ra, là nó sẽ có hai ngăn nhá, nên là hay gọi là cái bộ chổi lau nhà tách nước, thì nó sẽ tách nước bẩn ra, nước bẩn và nước sạch ra, nước sạch rất ok. Đấy, và sẽ có thêm các bác là hai cái bộ cán này nữa, hai bộ cán để các bác lắp vào hai cái đầu chổi này này, hai bộ cán này này. Đây, để em lấy bác con hàng thì bên em gửi đi thì sẽ lắp vào rất là kỹ rồi. Đấy, đây đó, hai bộ cán này, và đi kèm thêm cho các bác là 8 miếng các bác nhá, 8 miếng cả 8 cái miếng xốp lau nha các nhá, 8 miếng xốp lau. Đấy, 8 miếng xốp lau là về là các bác tha hồ thoải mái các bác lau luôn. Đấy. Nói chung là các bác mua cái bộ này về thì em thấy so với tầm giá thì nó quá là rẻ luôn, và cũng như là các bác sử dụng rất là đa năng luôn. Đây, một cái bộ sản phẩm như trên hình trên video nó quay đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái thùng chứa nước này và có hai ngăn đây nhá, hai ngăn để các bác tách nước bẩn, nước bẩn, nước sạch, nước sạch này. Đấy. Rồi là 8 miếng lau nhá, 8 miếng lau. Hai cái bộ cán chổi nhá, hai cái bộ chổi nhà các bác nhá, hai bộ chổi. Đấy, ví dụ như là mình có thể là lau trên nhà một bộ này, mình lau dưới bếp một bộ này, mình không bị chung nhá, không bị chung. Đôi khi là các bác lau ở trên nhà xong mình lau xuống dưới bếp nó lại bị bẩn cái thảm này. Đấy thì mình lau riêng ra, trên nhà mình lau một cái chổi, dưới bếp mình lau một cái chổi, mình chỉ việc là sử dụng chung cho một cái thùng này thôi. Đấy, rất ok luôn. Đấy, dùng chung ok. Còn hai cái này mình dùng riêng ra. Đấy, ví dụ như là dưới bếp hay có dầu mỡ thì mình lau riêng ra, có nhà lau riêng ra. Đấy, đến lúc mình lau trên nhà mình có một cái chổi riêng rồi mình rất là sạch. Đấy, đi về là các bác chỉ việc là tháo ra, sau đó các bác lắp đặt thôi. Đấy, lắp đặt mình kia em đang lắp đặt kìa. Đấy, lắp đặt. Thì đây. Đấy, thì như em đang lắp đặt đây. Đấy. Thì lúc nào mà dùng ấy thì ở đây nó có cái miếng dính này. Đấy, các bác lấy cái miếng thảm này các bác dính trực tiếp vào cho em. Dính trực tiếp vào đây. Đó, các bác dính vào cho em. Đấy là ok luôn, các bác lau nhá. Lau cực kỳ sạch luôn. Con này nó dài khoảng tầm 30 cm, lau rất sạch nhá. Đấy, các bác lau sạch sẽ những cái phần cặn bẩn gạch đá qua thứ này. Đấy, nó có thể bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn. Xoay gầm lau trong gầm, lau ở sàn nhà, những các thứ là ok. Đấy, chuẩn bị Tết nhất các bác lau nhà, lau cửa dọn dẹp rất là nhiều, các bác mua cho em cái bộ này về. Nói chung là so với tầm giá là 160.000 sở hữu cho em cái bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, chổi lau nhà tách nước nhá, giá sẽ là 160.000. Đây, nói về cái nguyên lý động tách nước thì sẽ như nào thì nó sẽ gồm có là hai ngăn nhá, hai ngăn. Đấy, có cả cái quai sách này rất ok này, hai ngăn nhá. Thì về các bác sẽ cho em một cái ngăn bên này này, ngăn bên này thì các bác sẽ cho nước này, và một ngăn này các bác sẽ để không nhá. Thì khi mà các bác lau, đầu tiên là các bác sẽ dúng nước cho em. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi. Đấy, cho dọc cái chổi đi này. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi này. Sau đó các bác cho đây. Đó, cho đây nhá. Các bác lựa vào đấy thì các bác nhúng nước vào đây, các bác nhúng nước vào đây. Đấy, các bác nhúng nước vào đây nhá. Nhúng nước vào đây này. Đấy, các bác nhúng nước vào. Sau khi mà các bác nhúng nước vào đây xong thì các bác
cho vào đây. Đấy, cho đây các bác nghiêng trong cái chổi, các bác nghiêng trong cái chổi, nó cái phần chổi nó sát vào đây này. Đấy, sau đó các bác rút lên rút xuống. Thì cái con này nó có chức năng là vừa vắt vừa tách hết những cái phần cặn bẩn này. Các bác nhìn cái phần răng chưa? Đấy, nó sẽ cào hết những cái bẩn ở cái tấm này đi. Và khi mà nó đã cào sạch rồi thì các bác lôi ra các bác lau. Đấy, lau bẩn rồi thì các bác lại cho đây, các bác lại sục cho em một lần nước vào đây. Đấy, và bắt đầu là các bác lại cho sang cái ngăn này. Các bác lại tách nước lại cho em lần nữa này, tách hết những cái phần bẩn ở cái miếng cũ đi. Đấy, các bác cho đây, các bác tuốt, các bác nhá, như kiểu tuốt, như kiểu các bác cầm một cái miếng gì các bác gạt đấy. Đấy thì cái này đúng như thế, cho đây các bác gạt này, tách này, tách hết sạch những cái nước cái cặn bẩn ở cái miếng này ra này. Sau đó các bác lại lôi các bác lau, có thế thôi. Quy trình hoạt động đúng như thế, là sẽ gồm có là hai bên, một bên là chứa nước sạch đấy để các bác rũ qua đi. Đấy, sau khi mà rũ qua xong rồi các bác cho sang cái bên này, các bác tách hết những cái phần cặn bẩn còn lại đi. Đấy, và bắt đầu là các bác lôi ra các bác lau, có thế thôi nhá. Rất là sử dụng, rất là hay, rất là thông minh. Cái này nó là cái dòng sản phẩm đời mới của 2023 đó nhá. Đấy, mới ra trong cái dịp Tết năm nay. Đấy thì em về cái mã này nó rất ok đấy. Em thấy giá nó hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Đấy, 160.000 sở hữu cho em là hai cây chổi như này. Đấy, hai cây chổi như này, hai cây chổi nha. Lại còn đi được kèm thêm cho các bác là 8 miếng lau, 8 miếng lau để về các bác thoải mái thay thế luôn. Rồi là một cái hũ đựng nước này nữa mà giá nó chỉ có 160.000 thôi. Bình thường là các bác cứ ra thị trường đang bán bộ này rơi khoảng tầm là đi 200 cho đến 250.000 bộ luôn. Đấy, các bác cứ check giá thoải mái luôn, giá nó rất là bình dân, hạt rẻ nhá. Đấy rồi. Chổi lau nhà tách nước nhá, 160k đây, em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đây bây giờ các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chiếc chổi lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đấy, có thấy không? Lau sàn nó siếc rất sạch luôn này. Đấy, khi mà các bác lau bẩn xong thì là bắt đầu là các bác cho vào cái ngăn giặt này. Đấy, cái ngăn giặt là cái ngăn ngăn là cái ngăn nó có cái phần phần đây này, ngăn giặt cái ngăn này này. Đấy, các bác cho là các bác tuốt nhá. Tuốt thì nó sẽ sạch bong đi. Đấy, tuốt các bác giặt qua em lượt đi. Sau đó các bác cho sang ngăn vắt. Đấy, ngăn vắt nó sẽ vắt sạch hết khô nước cũng như là những cái phần cặn bẩn nó sẽ vắt sạch đi. Đấy. Rất ok nhá. Đấy. Là nó vắt cái là gần như là kiệt nước rồi, và các bác lại cho ra các bác lau thế thôi. Đấy, mình cứ làm quy trình là vắt xong là giặt xong là mình vắt hết những cái cặn bẩn đi, bắt đầu là mình cho ra mình lau, có thế thôi. Lau rất sạch sẽ luôn. Lau gầm, lau cạnh, lau kẽ thứ giờ rất là ok nhá. Đấy, cái này nhà em đang xài mà dùng ok lắm. Nói chung là uy tín. 160.000 thôi. Đấy, được bằng đấy sản phẩm thì nói chung là giá nó quá là tốt rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái bộ rổ hai lớp này. Bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. Bộ này gồm có 6 món. Nhiều bác hỏi cái mã này lắm này thì đây. Mai về cho bác cái mã này đây. Và em báo giá luôn, bên em đang bán một cái bộ rổ hai lớp 6 món như này với giá sẽ là 80.000 một bộ nhá. Đấy, 80.000 bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. 6 món thì đây. Nó sẽ bao gồm là ba cái rổ nhá, ba cái rổ. Ba rổ này. Ba rổ và ba cái chậu nhá. Ba cái chậu và nó thiết kế là theo dạng là nó sẽ lồng vào nhau. Đấy, như là bộ nào nó đi với đâu đấy này. Đấy, rổ nào là nó đi với cái chậu đấy coi nhá. Đấy thì đây. Nó sẽ đi với nhau coi nhá, đi nhau đây, ví dụ như là cái con to nhất này, đấy, con to nhất. Có thước lắm nhỉ. Đây như con to nhất em đo thử bác coi này, con to nhất của nó là vào 30 luôn này. Đấy, con vừa vừa này, con vừa vừa là vào 25 này. Cái con nhỏ nhất thì là vào 20 này. Đấy, nói chung là ba cái sản phẩm này là các bác về xài ok rồi. Đấy. Là các bác vừa có rổ để các bác đựng rau này, vừa có chậu để các bác đựng nước này. Nếu mà vì mà mình có thể rửa xong thì ví dụ như các bác hay để ra nhà thì nước nô thứ ra nó hay bị trang ra nhà thì các bác lồng cho em vào đây. Đấy, mình rửa rau, rửa cỏ các thứ xong, đồ ăn nước xong, các bác để đây xong thì nó sẽ róc nước luôn vào cái rổ này, rất là tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ gồm có là bộ ba cái rổ hai lớp nhá. Đấy thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp nhá, 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 bộ. Hàng là đi hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, sản xuất tại Việt Nam này. Rổ hai lớp nhá, hàng này của công ty Việt Nhật. Đấy, Việt kết hợp với Nhật sản xuất nên rất là cứng cáp chắc chắn. Đấy, thành phần thì là nhựa PP. Nhựa PP thì rất là an toàn, yên tâm với sức khỏe rồi. Đấy. Kích thước nó có đầy đủ thông tin sản phẩm, nó có đầy đủ ở trên tem nhãn mác sản phẩm luôn nhá, nên các bác yên tâm dùng ok luôn. Đấy, chắc chắn lắm. Con này nhựa nó là dòng nhựa PP này thì nó là siêu dẻo ạ, siêu dẻo. Các bác rơi vỡ các thứ là đập phá thoải mái cho em luôn, ok luôn nhá. Đấy, nó chỉ có 80.000 một bộ thôi. Giá nó quá bình dân. Bình thường là các bác mua một cái rổ giá nó rơi khoảng tầm mấy chục nghìn rồi. Đây bỏ ra mà có 80.000 mà sở hữu cho em là 6 món luôn. 6 món là bao gồm là 3 rổ 3 chậu nhá. Và 3 rổ 3 chậu này là nó có thể lồng vào lại thành được ba cái ấy này, thành ba cái món như này, thành ba cái món như này. Đây, đấy. Còn khi mà các bác tách ra thì nó sẽ thành 6 món luôn, 3 rổ 3 chậu. Đấy. Chậu thì mình đựng nước, đựng những cái đồ nước các thứ rồi. Còn
Rổ thì các bác có ví dụ mình để rửa rau rửa cỏ thứ là những cái đồ cần rửa thì mình cho đây mình rửa, rồi ví dụ như mình có thể lồng vào nước nôi thứ là nó không bị rơi vãi linh tinh nhá. Đó. Dùng xong rồi các bác xếp gọn mà nó rất là ngăn nắp, ok như này thôi. Đó. Bộ rổ hai lớp có nhá, bộ rổ hai lớp 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80.000. Lên mã thì em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 món, giá 80k. Anh bác có một số cái mã dao nhà bếp này. Đấy. Lên luôn cho bác cái con dao, con này con dao gọt hoa quả này, con dao gọt hoa quả nhá. Con này hiện tại bên em cũng đang xả kho. Chỉ còn có 30.000 một cây thôi, 30k có nhá, 30k. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Dao này dòng gọt hoa quả này nhỏ nhỏ nhưng mà bao sắc bao luôn. Về các bác chuyên dùng để gọt hoa quả nhá. 30k, đấy 30k, cứ lên mã em sẽ là con dao gọt hoa quả. Con này của thương hiệu Asaka Japan. Đấy Asaka Japan dòng thép S5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đây. Lấy bác con một con. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy không? Đường giấy đi mịn mịn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn. Bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, các bác mua về gọt hoa quả nó rất là tiện lợi luôn, nó nhỏ nhỏ nó chỉ khoảng tầm hơn 20 cm một chút thôi. Đấy, tay cầm ốp gỗ nhá, 3 đinh tán này. Hàng sẽ là hàng liền thân. Đấy, về xài cho em con này là chuyên để các bác gọt hoa quả rồi những làm những cái việc nhỏ nhỏ vặt vặt là rất là hợp lý này. Đấy, nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả của Asaka Japan. Đấy, 30.000 một cái cây dao gọt hoa quả này. Đấy. Ngoài ra thì bên em có cái dòng cây dao thái này, cây này sẽ to một chút nhá. Đấy, con này nó cũng cùng hãng với con kia. Đấy, cũng của Asaka Japan. Con này thì nó là cây dao thái, con này thì chuyên lọc và thái nhá. Chuyên lọc thái nhá, chuyên lọc thái. Đấy, cũng cực kỳ sắc bén luôn. Bao dùng bao sắc các bác luôn. Đấy. Chuyên lọc thái này. Đấy, chuyên lọc thái con này tổng chiều dài lưỡi nó rơi khoảng tầm 20 cm. Đấy, tổng chiều dài thì nó rơi khoảng tầm 30 cm. Đấy, chuyên để lọc và thái nhá, cũng bao sắc các bác luôn này. Đây nha, test giấy bác coi luôn này, cũng bao sắc luôn nhá, bao sắc luôn này, con nhìn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn nhá, quá ok luôn. Đấy, bao sắc luôn nhá. Cực kỳ chất lượng. Con này thì cũng không gì phải chê về sản phẩm đâu. Đấy. Chuyên để các bác thái nhá, chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, thử vào bếp là ok, tết nhất nơi rồi, các bác mua sắm rửa em dao dựa về mình làm cỗ bàn tết nhất ok luôn. Con này là con dao thái nhá, lên mã em sẽ là con dao thái cán gỗ nhá. Dao thái cán gỗ, đấy dao thái cán gỗ. Còn cái con nhỏ thì là con dao gọt hoa quả nhá. Còn con này là con thái cán gỗ. Con này hiện tại em đang bán giá thì cũng quá là bình dân luôn. 60.000 nhá, 60.000 thôi. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ này. Dao thái cán gỗ nhá. Đang gửi bác là 60k cho một cái cây dao thái cán gỗ này, chỉ có 60.000 thôi, giá rất bình dân mà cũng cực kỳ sắc bén luôn. Rồi tiếp theo thì nhiều bác cũng hỏi là cái con dao chặt thì đây. Hiện tại em vẫn đang có cái dòng đó là con dao chặt 1 cân nhá, con dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật này. Đây, đấy, Murato Made in Japan này. Đấy rất ok. Con này là nặng là 1 kg nhá, nặng là 1 kg. Phần trên này thì nó làm nhám này, làm nhám để chống dính này, phần dưới thì là trơn bình thường. Đấy. Dòng này thì bản cực kỳ to rồi, các bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt thịt chặt xương. Đấy, đặc biệt là các bác đang cuối năm chuẩn bị thịt lợn thì tiếc nhiều. Đấy, những cái con xương ống là bình thường là các bác dùng những con dao chặt bình thường là không để phang đâu, nhưng con này này. Đấy, các bác già các bác cứ phang cho em tẹt bô luôn. Đấy, bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, phang tẹt bô luôn nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng liền thân này. Tay cầm thì có ốp gỗ 3 đinh tán đồng, cực kỳ xịn. Đấy, con này các bác phang thì chấm hết luôn. Nó nặng 1 cân nên là cái lực phang nó rất là đầm mà nó rất là đi luôn nhá. Đấy. Con này là nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng 1 kg, phang bất chấp, phang tất cả các loại luôn, xương lợn, xương bò, xương voi, xương hổ, xương tê giác, đầy đủ các loại xương và đặc biệt là các loại xương cứng luôn. Giá của nó sẽ là 220.000 một con, dao chặt C1 nhá, 220k, và bên em cũng sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng đúng 1 kg luôn. Đấy, về các bác cứ cân thử cho em, cực kỳ ngon, nặng 1 cân luôn nhá. Đấy, cắt chặt cực kỳ đầm tay, là 220.000 một cây này và bao ship nhá. Đấy, dao chặt C1 nhá, mã của nó sẽ là dao chặt C1. Nói chung con này bán nhiều mà dùng ok, mà dùng thích mà chất lượng. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn USB này, cây đèn USB nhá. Cây này rất là tiện nhá, chỉ có 30.000 một cây thôi. Cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn là nguồn 5V nhá. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là những cái cục sạc dự phòng, hoặc là ví dụ những cái chân USB ví dụ ở máy tính cái thứ là các bác có thể cắm luôn. Công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 1.5W thôi. Đấy, các bác có thể dùng làm đèn chiếu sáng này, dùng làm đèn học này, rồi là đèn đi chơi, đi cắm trại này, mình làm thành một cái đèn di động nhá. Đấy, những cái chỗ nào mà mình không có điện thì mình có thể dùng một cái cục nguồn dự phòng như này chẳng hạn này. Đấy, các bác cắm vô cho em, cắm vô đây. Đấy, là đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, ánh sáng của nó thì ánh sáng vừa đủ thôi. Đấy, vừa đủ. Nói chung là thoải mái để các bác có thể học tập làm việc này, rồi là mình
làm một thành một chiếc đèn di động này. Đấy, mình di chuyển mọi mọi chỗ mọi nơi này, không cần dây dặn nhằng, mà cái nguồn của nó là cái nguồn nó chỉ có nguồn 5V, nó không cần quá nhiều điện các bạn, không cần quá nhiều điện. Nên là rất là hay. Đấy, ví dụ như các bác để đây để mình dùng làm đèn học này cũng khá là ok này. Đấy, để đứng lên mình có thể bẻ các hướng này. Đấy, con này có thể bẻ các hướng được ok luôn nhá. À, giá mình em đang gửi bác một cái con đèn USB như này. Chân của nguồn vào nó sẽ là chân USB, chân nguồn 5V nhá, chân nguồn vào là nguồn 5V. À, đèn USB mình em đang gửi bác một cái con đèn USB này, giá sẽ là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 cho một chiếc đèn USB. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm mà cái cây đèn USB có thể di động mang đi mọi chỗ mọi nơi, uốn dẻo các thứ luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k cho một cái đèn USB này, 30k một chiếc nhá, dùng rất hay. Đó, rồi. Tiếp theo thì lên luôn cho bác một cái sản phẩm về dùng nhà bếp này, đó là cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cái này thì các bác cắt về cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây, hàng logo thương hiệu Willing này. Đấy, made in Germany nhá, bên Germany. Có phần khóa hãm này. Con này nó có cả cái lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động nó sẽ đẩy ra luôn, rất ok. Đấy. À, thép EK5 nhá, không gì. Con này ngoài chức năng cắt thì nó còn có cả chức năng đánh vảy cá này. Đấy, có phần răng cưa để các bác dùng để các bác đánh vảy cá nhá. Đấy, cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả, cắt nhà bếp cho em là rất ok luôn. À, giá hiện tại em đang bán một cái cây kéo cắt gà của Đức này chỉ có là đi 90k thôi, 90k nhá. Lên mã sẽ cái cây kéo cắt gà của Đức đang gửi bác là kéo gà Đức này đang bán là 90.000 một cây. Đấy, 90.000 một cây. Nói chung là giá nó bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm, dùng nó chất lượng. Đấy, gà vịt, thịt xương các bác nghe tiếng kéo là thấy thích rồi. Đấy, cắt rất chắc chắn, cầm rất là đầm tay luôn. 90k một cây nhá, kéo cắt gà của Đức nhá. Lên nhanh em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thước laser. Đấy, hôm nay em cũng xả kho xả luôn. Bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về nó bác một cái mức giá rất dễ mua, 90.000 nhá, 90.000 cho một cái thước laser này, chỉ có 90k thôi. Đây, một chiếc thước laser cực kỳ đa năng, các bác mua về dùng để mình soi bắn tia, lấy tia laser đánh thăng bằng này, rồi là đo đạc các thứ ok luôn. Một chiếc thước cực kỳ là ngon lành nhá. Đây, nó sẽ là một chiếc thước bao gồm rất nhiều chức năng nha. Đấy, có phần livo đánh thăng bằng này, đánh dọc này, đánh chéo, đánh ngang này. Đấy, rồi là phần thước đo này, đấy thước đo này, thước đo. Rồi là có cả cái phần thước rút này, đây này, có cả cái thước rút đấy luôn nhá. Đấy, có cả thước rút luôn. Để về các bác đo kiểu thước kéo, thước rút này cũng ok luôn này. Đấy, thước rút này. Rồi là một cái hay nữa là cái phần laser. Laser con này nó xài pin nhá, thì về các bác có cái tấm chắn pin này các bác rút ra cho em. Rút ra. Đấy, rút ra thì bắt đầu là nó lên đấy, bắt rút ra cán lên tia luôn này. Con này hiện tại đang ở tia cộng này. Đấy, tia cộng. Cái tia nó soi rất là xa và rất là sáng nhá, nhìn này. Đấy, soi cực kỳ xa và rất là sáng luôn. Đó. À, ngoài tia cộng thì con này nó có điều chỉnh được các tia, thì các bác điều chỉnh theo cái phần nấc cho em nhá. Đấy, các bác gạt cho cái nấc này. Đấy, gạt cho cái nấc này. Con này nó có thể là điều chỉnh được một tia cộng này, gạt xuống dưới này thì sẽ làm thành một tia đứng này. Đấy, gạt lên trên cùng thì sẽ là thành một tia ngang nhá, thành tia ngang. Đấy, thì nó sẽ có ba chế độ này, một tia ngang này, một tia dấu cộng này, đấy, và một tia dưới cùng thì sẽ là tia đứng này. Đấy, tùy nhu cầu của bác xài nhá, nói chung rất ok. Các bác bắn lên tường này, bắn lên trần nhà thứ này, mình đánh thăng bằng, đánh keo góc được ngon lành luôn nhá, đánh keo góc ngon lành. Đây, ví dụ dấu cộng là các bác đánh keo góc ngon lành luôn này. Đấy, đánh keo góc ngon lành luôn, nói chung là rất là sáng nhá. Đây, khá là sáng luôn. Đấy, các bác dùng mình để chiếu tia này, đây chiếu tia đây này, ngon lành luôn nhá. Đấy, chiếu tia lên đây. Đấy, chiếu tia đánh ngon lành luôn nhá. Đó, giá tại vì em đang gửi bác là chỉ có 90.000 thôi, rất đa năng luôn. Đấy, có cả công tắc bật tắt nhá, lúc nào dùng thì bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt cái tia laser này đi. Đó. À, đo này, thước rút này, thước rút đây này, rồi là đánh thăng bằng livo này. Đấy, công tắc các thứ đầy đủ với bác luôn. Lên mã cho em sẽ là thước laser nhá. À, 90k nhá, 90k cho một cái cây thước laser này. Đấy, có cả laser, có cả đánh thăng bằng, thước đo, thước rút đầy đủ luôn. Một nói chung là sử dụng một chiếc thước này nhưng mà làm được rất là nhiều việc nhá, chỉ có 90.000 thôi. Thước laser, đấy, thước laser 90k một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn nén du lịch này. Đấy, khăn nén du lịch nhá, em báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác một cái khăn nén du lịch này với giá chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đấy, bác nào chuẩn bị đi ra Tết, các bác hay đi du lịch du nước nhiều này, rồi các bác hay đi công tác, đi chơi, đi bời, đấy các bác mua cho em ngay con khăn nén du lịch này về. Đấy, một chiếc khăn nén du lịch nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, nó là dạng khăn nó sẽ nén chặt vào nhá, nó sẽ nén chặt vào để khi mà các bác cho nước vào nhá. Đây, bác đang dùng chiếc này, nó sẽ nén chặt vào nhá, và khi mà các bác cho nước thì nó sẽ tự động nó sẽ bung, nó nở ra thành một chiếc khăn rất là to, thành đúng to đúng như chiếc khăn tắm luôn, rất là to luôn. Đấy, nó rơi vào khoảng tầm kích thước khoảng 1m4 x 70, rất là to nhá. Đấy, bình thường là các bác hay đi khách sạn, đi nhà nghỉ, giờ mình hay dùng chung những cái khăn ở đấy, nó rất là nguy hiểm nhá, vì cái khăn đấy
rất nhiều người xài chung với nhau đấy, có những người người ta bệnh tật giờ người ta vẫn có thể là xài vào đấy, nên là rất nguy hiểm, không có vệ sinh khử khuẩn gì nên nó rất nguy hiểm. Thì các bác mua ngay cho em khăn này về, nó chỉ có 20.000 thôi, mình dùng nó rất là an toàn và ok đấy, mà thậm chí các bác có thể là xài được nhiều lần nhá, xài được nhiều lần đấy, thì các bác chỉ việc thả nước là tự động sẽ bung ra nhá, chuyên dùng cho các bác nào đi du lịch, đi khách sạn, đi nhà nghỉ ra mình dùng chung nó nguy hiểm, thì các bác mua cho em các sản phẩm về dùng nó sạch sẽ an toàn mà nó ok, yên tâm luôn nhá. Chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra với em là 20.000, mình mua cho em mấy chiếc về đấy, bỏ vào trong ba lô trong túi này đấy, mỗi lần mình đi cái là mình xài một cái thôi là thoải mái rồi. 20k nhá các nhá, 20k lên mã cho em sẽ là cái khăn nén du lịch nhá. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này đấy, nói chung là khất rất ok luôn đây. Bảo bối dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn, lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha, nhỏ gọn bỏ vô túi nhẹ tinh là không bị nặng vali, mà khăn cũng êm cũng dày dặn và mềm mịn đấy nha. Xài đấy có gì này, đấy khi nào mà cho nước cái bắt đầu nó nở, nó bung ra rất là to luôn nhá. Recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mọi người múc cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống vũ. Các bạn nhìn này rất là to luôn. Đấy, giở ra một chiếc khăn cực kỳ to nhá. Khoe cái khăn này với mọi người liền nè. Đấy, rất là to, ok luôn nhá. 20k một chiếc nhá, 20k một chiếc. Nói chung là về nên dùng, theo em các bác nên dùng cái khăn này. Đấy, dùng khăn tắm chung với khăn khách sạn gì. Nó rất là sợ, rất nguy hiểm nhá. Đấy, nhiều cái dùng chung rất là sợ. Đấy, thì bác mua ngay cho em cái khăn này về, sạch sẽ mình dùng riêng ra. Chỉ việc cho nước là nở bung cái là mình xài thôi. Xài được nhiều lần luôn nhá, xài được nhiều lần luôn. 20k một chiếc khăn nén du lịch nhá, 20k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây kéo cắt cành của Nhật này. Lên mã em sẽ là cái cây kéo cắt cành hộp kính nhá, kéo cắt cành hộp kính. Đấy, vì cái hộp của nó là cái hộp dạng nhựa kính thì em lên luôn mã sẽ là kéo cắt cành này, kéo cắt cành hộp kính nhá các nhá, kéo cắt cành hộp kính. Đấy, con này thì tại bên em đang có giá là 70k một cây nhá, 70k cho một cây cắt cành hộp kính nhá. Con này thì về các bác cắt cành cắt kiếc rồi là các bác sử dụng này. Đấy, dùng bắt đầu đang dịp Tết nhất các bác, mình gần Tết mình dùng để chăm sóc mấy cái cây cảnh các thứ nhà mình. Đấy, dùng để chơi Tết này. Cắt cây đào, cây mai, cây quất ok luôn nhá. Đây một cây kéo cắt cành cực kỳ xịn sò chắc chắn này. Đấy. Hàng rất ok. Cái con này nó cái phần mở khóa rất hay là các bác chỉ việc bấm mạnh cái là tự động cái phần khóa nó sẽ đẩy ra nhá, rất ok luôn. Đây này, đấy có phần lò xo trợ lực này. Đấy, khóa hãm đầy đủ các bác, về các bác xài luôn rất ok. Đấy, rất là ngon này luôn. Lên mã em sẽ được cây kéo cành hộp kính nhá. Con này thì bao sắc bao dùng các bác luôn, về các bác cứ dùng. Đấy, không sắc không lấy tiền bác luôn. Cực kỳ sắc bén nhá. Hàng của Nhật, đấy, Japan Technology, rất là xịn sò, hàng nội địa Nhật nhá. Cực kỳ ngon này luôn. Đấy, cái phần kéo nó mở ra khá là rộng, các bác cắt những cành to ok luôn nhá. Đấy, kéo cực kỳ khỏe, rất sắc bén nhá. Kéo cắt cành hộp kính nhá, 70k. Đấy, các bác chuyên dùng để các bác cắt cành, tỉa cành, những cây cảnh các thứ nhà mình ok luôn. Sử dụng vườn tược là ngon lành luôn nhá. 70k cho một cái cây kéo cắt cành hộp kính này, mới keng nguyên hộp luôn. Đấy, mới keng nguyên hộp. Là cái lọ test nước pH này. Đấy, về các bác dùng để test nước nhà mình nhá. Test nước nhà mình rất là nhạy luôn. Đấy, về các bác kiểm tra xem cái máy lọc nước nhà mình là nó còn hoạt động tốt hay không nhá. Hoạt động tốt hay không thì đây em chỉ luôn các bác. Đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái bảng kiểm tra chỉ số là cái nước nó còn sử dụng hay không. Hiện tại nếu mà nước của bác mà nó về cái màu xanh từ 7.6 này cho đến 10 thì là nước vẫn đang sử dụng tốt, vẫn đang cái độ kiềm vẫn có nhá. Còn là nó từ 7.0 hất về đến 3.0 là nước nhà bác đang rất nhiều axit nhá và uống rất là có hại cho sức khỏe. Đấy thì về cái này thì em nói luôn là về để các bác test cho cái máy lọc nước nhà mình nhá các nhá. Chứ còn nhiều bác hỏi là mua về cái này có sửa không, em nói luôn là không sửa đâu nhá. Sửa thì các bác phải gọi thợ và các bác xem các bác có thay thế được những cái lõi lọc nhà mình ấy. Có thể là nó do nó lâu năm lõi lọc nó hỏng rồi là nó không hoạt động tốt nữa thì mình có thể là thay. Đấy, thay đi. Đấy, sắp năm hết Tết đến rồi mình về mình thay nhá. Ok luôn. Về các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó các bác giỏ cho em trực tiếp vào con nước. Các bác lấy một ít nước cái máy nhà mình ấy, lấy cái này các bác giỏ trực tiếp vào. Nếu mà nó ra cái màu gì thì các bác so theo cái bảng bên em sẽ gửi kèm cái phiếu này cho bác này. So cho em nó đang ở màu gì, nếu mà nó từ 7.6 hất về thì là nước hiện tại đang ở độ kiềm, độ khoáng ok, sử dụng ngon lành nhá, không có độc tố hay là không có vấn đề gì, sức sử dụng tốt nhá. Còn nếu nó về từ 7.0 hất về đến 3.0 này, nước nó về cái mạn màu xanh rồi là cái màu vàng này thì là nước đang nhiều axit nhá, nước là sử dụng rất là có hại luôn. Đấy thì các bác mua cái bộ này về thì bên em đang bán một cái bộ lọ test nước pH này, giá nó chỉ có là đi giá nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, nó rất là rẻ, nó bình dân nhá, nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng dùng để test lại cái nước nhà mình xem nó còn sử dụng ok không. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, test nước pH này. Test nước
test nước pH nhá. Giá đang gửi bác là 20k nhá, 20k cho một cái sản phẩm lọ test nước, là bao gồm là một cái lọ này, và bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu thẻ màu nữa. Đấy là 20k. Đấy, giờ em sẽ ghép cho bác một cái video thực tế về cái sản phẩm vào để các bác cùng coi này. Cái sản phẩm tiếp theo thì đây, em lên luôn cho bác, đó là cái bộ bản lề 500 nhá. Bản lề này các bác hay dùng cho những cái phần cánh tủ này. Đấy, cánh tủ rồi cánh cửa bếp ấy. Đấy, những cái bản lề 500 cũ nó bị hỏng thì các bác mua về, hoặc là những cái phần cánh tủ nó hay bị đẩy ra thì các bác mua cho em cái bộ này về các bác gắn vào nhá. Thì đây, bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu bản lề này đây. Sẽ có cái bộ đầu bản lề dùng rất là tiện luôn. Đây là, tức là về các bác sử dụng cái gói này các bác bóc ra nhá. Bên trong thì sẽ gồm có là đầy đủ cả ốc vít, cả cái miếng dán luôn. Về nếu mà các bác cẩn thận thì các bác mình có thể bắt ốc vít vào, còn không thì về các bác dùng cái miếng dán, các bác dán vào đây cái miếng dán của nó này. Đây cái miếng dán này này. Đấy thì về các bác dùng cái miếng dán các bác dán này. Đấy cái miếng dán này keo rất là dính nha. Còn không mình có thể lấy ốc vít các bác quát vào nhá. Thì đây, nó sẽ gồm có hai miếng cái miếng nam châm rất là dính nha. Đấy thấy không? Hai miếng nam châm cực kỳ hít luôn. Đó, hai miếng nam châm rất hít này. Đó, đấy thì về các bác bắt vào cái phần cánh tủ nhà mình nhá. Một miếng các bác cắt bắt cố định một miếng, và các bác bắt vào cái phần đưa đẩy này. Là khi mà các bác đẩy vào nhá, khi mà đẩy vào thì sẽ cái nam châm nó tự động nó sẽ hít vào nhà. Đó, nó sẽ hít vào nhà. Nó hít vào nhà, nó hít rất là chặt và hít rất là mạnh luôn. Đó thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại em đang bán là combo là 3 bộ 1 nhá. 3 bộ 1 thì giá sẽ là 45.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 bộ bản lề. Bản lề 500 nhá. Combo 3 bộ bản lề 500. 3 bộ bản lề 500. Với giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái combo 3 bộ bản lề 500 nhá. Là bán được một combo là 3 bộ nhá. Bên em không bán lẻ đâu. Đấy vì giá rất là rẻ. Đấy, bán được bác là cả 3 bộ luôn. Là một combo 3 bộ nha. Là 45.000 nhá. Đấy về những cái phần cánh cửa tủ, cánh tủ ra. Đấy nó hay đẩy ra, các bác mua này về thì nó các bác đẩy vào nó sẽ hít chặt luôn, nó sẽ giữ. Đương nhiên là cánh tủ nó bị trôi ra rồi, những cái phần cánh tủ, cánh ngăn kéo dùng rất là tiện. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Đấy, về các bác lắp đặt này. Đấy các bác chỉ việc ấn vào cái là tự động là nó sẽ hít vào rất là chặt luôn. Đấy đây. Đó thấy không? Đấy, có thể là cho những cái cửa tủ lùa được luôn này, cửa tủ đẩy này, cửa ngăn kéo này. Đấy, cánh tủ ngăn kéo này cũng ok luôn nhá. Nó cái này nó dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng lắm. Nói chung là dùng rất là hay. Nếu như nhà bạn đây đang gặp trường hợp tủ ngăn kéo đóng không được fit như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc nam châm thử tính này. Chỉ với hai miếng nam châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại nam châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được fit nữa rồi phải không nào? Đấy các bác thấy không, chỉ việc là về mình dính vào, sau đó là các bác ấn vào cái là tự động là đến gần cái phần nam châm nó sẽ hít chặt vào luôn. Đó thấy không, nó sẽ hít chặt vào, nó không bị đẩy nữa các bác nhá. Nó dùng rất là hay. Đó thấy không, nó hít rất là chặt luôn. Đấy thấy không, đấy, lực hút cực kỳ mạnh đấy nhá, lực hút rất mạnh. Đó thì hiện tại em đang bán một cái combo 3 bộ, combo 3 bộ bản lề thì giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một combo 3 bộ bản lề thì cứ lên mã em sẽ là bản lề 500 nhá. 3 bộ là 45k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con bóng led 16W này. Về các bác sử dụng dùng để thắp sáng này, rồi rất là hay luôn. Đấy, bóng led 16W nhá. Con này nó có nhiều cái chế độ màu khác nhau nhá, nhiều chế độ màu khác nhau đây. Nó là dạng bóng led dài dài này. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 16W nhá, 16W này. Nó là dòng bóng led nhá. Và nó có hai màu, nó có ba cái chế độ màu, là một chế độ màu ánh sáng trắng này, một chế độ ánh sáng màu vàng này, và một chế độ là ánh sáng hỗn hợp cả trắng cả vàng lẫn lộn nhá. Dùng rất là hay luôn. Các bác nhìn cái phần chân này. Đấy, chân của nó sẽ là chân thân nhôm. Đấy, thiết kế thân nhôm nên là nó cho ra, nó khi mà bóng nóng nó tản nhiệt rất là tốt, mà nó tăng tuổi thọ của cái sản phẩm lên. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bóng led 16W nhá. Đấy, bóng led 16W bên em đang bán một cái quả bóng led 16W 3 chế độ màu nha. Với giá sẽ là đi 30.000 thôi. 30k nhá, 30k. Đấy, 30k cho một cái con bóng led 16W này, 30k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng led 16W nhá, là bên em biết ngay là mã bóng gì luôn. 16W nhá, là 30.000 một quả nha. Đây em sẽ test cho bác coi về cái sản phẩm này. Con này nó sử dụng cái đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy thì về các bác có những cái đuôi xoáy để về các bác lắp vào. Đấy, lắp đặt vào, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài thôi. Đây là các bác ơi, đây là em sẽ test cho bác coi nha, đây này. Đấy các bác bật lần đầu tiên thì nó sẽ ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, bật phát nữa này. Đấy, nó sẽ ra ánh sáng màu vàng nhá. Bật phát nữa này là nó sẽ hỗn hợp cả trắng cả vàng này. Đấy, em sẽ quay sát cho bác coi. Đấy, đầu tiên là một cái dãy màu ánh sáng trắng nó lên nhá. Bật đi tắt lên này.
Đấy, thì nó sẽ ra một cái dãy ánh sáng màu vàng này. Đấy, các bác bật một lần nữa này, tắt một lần nữa, các bác bật lên này. Đấy, nó sẽ ánh sáng màu trắng, cả trắng cả vàng lẫn lộn. Đấy, nói chung là phù hợp trong rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như ánh sáng màu trắng mình dùng để thắp sáng này, ánh sáng màu vàng thì các bác dùng để học tập này, rồi là làm việc này. Đấy, cần ánh sáng màu vàng hơn, nhìn nó thật mắt này. Đấy, rồi là cái ánh sáng hỗn hợp thì mình sử dụng trong đa chức năng, trong rất nhiều hoàn cảnh với nhau nhá. Đấy, thì về các bác xài cho mấy con bóng này, nói chung là rất là tiện dụng, rất đa dụng nhá. Mình chỉ việc tắt đi, mình bật lại là nó sẽ chuyển tự động, nó sẽ chuyển về cái chế độ khác các bác nhá, rất hay luôn. Đó, sản phẩm này hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 một quả nhá. Bóng thì công suất sẽ là 16W nhá, sử dụng đuôi xoáy và dùng điện là điện 220. Đấy, lên mã em sẽ là cái ánh sáng, cái bóng đèn 16W nhá. Đấy, bóng đèn 16W đang gửi bác là 30k một quả thôi, 30.000 một quả nha. Tiếp theo thả kho luôn, đó là cái mã bảng tự xóa này. Lên mã em sẽ là cái bảng tự xóa nhá. Này thì về các bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 60k, giảm luôn các bác, chỉ còn có 30k một chiếc bảng tự xóa nhá. Lên mã em sẽ là bảng tự xóa, các bác mua về có cháu mình vẽ vời tô vẽ này. Đấy, rồi các bác về dùng được, làm một cái bảng để nốt nốt các thứ vào đây. Đấy, khi nào mà mình dùng xong mình bấm cái là nó tự động nó xóa đi, rất là tiện đây. Đấy, đây nhá, đằng sau thì nó có một cái nút mở khóa, các bác gạt về cho em là cái nút mở khóa này. Đấy, gạt về nút mở khóa nhá. Đấy, bắt đầu là bảng nó mới sử dụng được, còn không bình thường là nó sẽ ở trạng thái khóa là các bác không dùng được đâu. Và có kèm cả bút đi kèm này. Đấy, đi về các bác vẽ vào cái thứ đây, bấm cái nó mất luôn. Đấy, vẽ vào cái thứ này, bấm cái mất luôn, vẽ vào này, bấm cái mất luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ là bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa. Giá bên em đang gửi bác là 30.000 thôi, xả kho bán em bác luôn, 30k một chiếc bản tự xóa này, bấm cái mất luôn, rất là hay coi nhá. Đấy, mua về các cháu mình tô vẽ này, rồi là các bác mua về mình ghi nốt vào đây. Đấy, những cái gì ghi nốt đây. Đấy, khi nào mà ghi xong mình cần xóa cái mình bấm cái mất luôn, rất hay nhá. Đấy, có kèm cả bút đi kèm luôn. Ok, 30k cho một chiếc bảng tự xóa, đang xả kho bán nốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái mã, đó là cái khay bánh mì nhá. Cứ lên mã em sẽ là khay bánh mì. Đấy, hiện tại thì bên em đang bán lẻ một chiếc là 25.000. Các bác lấy theo combo 5 chiếc khay bánh mì 1 thì giá sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nhá. Còn các bác lấy lẻ một chiếc thì là 25.000. Đấy, rất là hay. Một chiếc khay ở bên nước ngoài này người ta hay dùng để làm bánh mì vào đây các nhá. Đấy, thì bên em hay gọi là khay bánh mì. Đấy, đợt này về cái lô này màu vàng nhìn rất là ok nhá. Đấy, màu vàng nhìn rất là sang trọng lịch sự này, quý phá này, ok luôn. Đó. Khay bánh mì các nhá. Đấy, con này thì nó dài rộng chắc dài khoảng tầm 25 các nhá, dài khoảng 25, rộng khoảng tầm 17 các bạn. Đấy, khá là to rộng, về các bác đựng đồ khô đồ ướt đây là hết luôn. Đấy, về mình bày đồ ăn đồ uống này các thứ này. Rồi về làm những chiếc khay. Đấy, mình đựng đồ khô này. Rồi đấy, rồi. Em bán một bác bác bảo mua về để đựng ốc vít các bác nhá. Đấy, mua về để đựng ốc vít. Nói chung là tùy nhu cầu, về các bác ứng dụng sử dụng trong công việc thấy phù hợp thì ok thôi. Đấy, dày dặn chắc chắn, mà giá nó bình dân nó chỉ có 25.000 một chiếc thôi, rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn họa tiết thì rất ok đây. Khay bánh mì nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khay bánh mì. Hàng này là hàng nhập ngoại, hàng thanh lý của siêu thị nước ngoài nhá, nên rất ok. Đó, 25k một chiếc khay bánh mì nhá. Còn các bác lấy theo combo 5 chiếc một nhá thì giá của nó sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nha. 110.000 cho 5 chiếc rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cực kỳ là đẹp sang trọng này. Đấy, nó thiết kế như kiểu dạng cái thuyền đây này. Đấy, 25k một chiếc, 5 chiếc là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là khay bánh mì. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái cây thước sao chép này. Hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là một cái cây thước sao chép nhá. Thước sao chép này bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về bác một cái mức giá dễ mua, chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một cái cây thước sao chép này, 80k một cây. Đây các bác, đây em mở ra bác một cái cây này. Cái này rất là hay này, ví dụ những cái phần mà ngóc ngách ấy, các bác đo đi các thứ là nó mất thời gian. Đấy, rồi là khi mà mình đo giờ nó ra một cái bản sao nó không được hoàn chỉnh, không phù hợp thì đây. Đó, các bác sử dụng ngay cho em một cái con thước sao chép này. Đấy. Đấy, ví dụ như là em cần đo một cái phần góc như chẳng hạn này. Đấy, các bác đo mất thời gian góc tường mà nó nhọn này. Đấy, thì các bác chỉ việc ấn ngay vào này. Đấy, ấn vào cái là nó sẽ sao chép ra một cái kích thước hình là nó y xì phóc này, coi gì mở ra đấy theo là nó khớp luôn vào với lại cái phần góc tường và góc nhà mà các bác cần đấy. Rồi là những cái vật như là hình tròn, con này vẫn có thể là bo được vào nhá. Đấy, nó vẫn có thể là bo được vào, rất là hay luôn. Nói chung là rất là ok. Đây này
Đấy, ví dụ như cái phần ngóc ngách này, những phần ngóc ngách là con này vẫn còn, nó có thể là khớp vào sao chép đúng y là một cái bản gốc luôn. Đấy, sau đó các bác lấy ra để các bác kẻ vẽ, để các bác làm thành một cái bản sao rất ok. Đấy thì con này có gọi là thước sao chép nhá. Thước sao chép. Bên em đang gửi bác cái cây thước sao chép này với giá chỉ có 80 ngàn thôi. Nên em xả kho bán cho em bác một cái cây thước luôn, rất là thông minh, rất là hay. Nói chung các bác mua về xài sử dụng ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy. Đấy, ví dụ như là trong những phần góc ngách các thứ là các bác muốn sao chép lại một cái hình dạng mà nó như thế này. Đấy thì các bác ấn cái này vào nhá. Đấy là khớp vào luôn, thấy không? Khớp vào rất là ok nhá. Những cái phần vị trí ngóc ngách tường và những cái phần vị trí khó các bác sao chép lại hình ảnh để các bác cắt một cái viên đá ra. Các bác ghép vào đấy chẳng hạn này. Đấy để cho nó khớp vào này. Rất là hay luôn nhá, cực kỳ là thông minh luôn. Đấy rất là ok đây. Đấy. Đấy bánh xe này, góc tường, hình tròn, hình vuông, hình bầu dục các thứ, tất cả các loại hình, đường cong, đường thẳng được hết các bác nhá, nó sao chép rất hay. Đấy thấy không, nó khớp vào luôn, rất ok luôn. Đấy, ứng dụng trong rất là nhiều công việc các bác sử dụng nhá. Đấy, anh em thợ thuyền dùng quá ok luôn nhá. Chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một cái sản phẩm, một cái cây thước sao chép này. Bữa trước bên em bán rất là nhiều đấy. Đấy, hôm nay lại quay lại bác luôn, và hôm nay cũng đồng thời là giảm giá xả kho xả luôn, 80k nhá. Lên mã anh em sẽ được cây thước sao chép. À, cái cây này thì em báo luôn là chiều dài của nó vào là 25 nhá. Chiều dài nó vào 25. Đấy 25. 25 cm nhá, chiều dài là 25 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc này. Tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc nhá. Một cái bộ kìm bấm cúc này sẽ gồm có là một cái cây kìm và đi kèm với bác là một cái túi cúc để về các bác có thể các bác xài luôn. Đấy rất ok đây. Đây là túi cúc này, còn đây là cái cây kìm chính nhá. Đấy thì về các bác đặt vào trong cái khe vần vải này. Đấy, bên dưới là các bác cho một cái cúc, bên trên con cho cúc bấm vào cái là thành, nó tạo thành một chiếc cúc luôn, rất là ok. Đây có phần khóa này. Rất là ngon lành luôn, rất là tiện nha. Con này về các bác sử dụng, mình dùng để bấm cúc, các bác đỡ phải khâu vá gì, các bác cho vào là các bác bấm thôi. Đấy, nó là cái dạng cúc bấm nhá. Đây thì túi cúc nó đây. Đấy, nó là cái dạng cúc bấm. Đấy, các bác cho cúc kia các thứ vào, các bác bấm là ok, đỡ phải khâu vá nhá, nó rất là nhanh. Đấy, đỡ phải khâu vá một thời gian mà nó thành một chiếc cúc bấm nhìn rất là đẹp luôn đó. Em báo giá luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái cây kìm bấm cúc. Đó thì cái bộ sản phẩm này hiện tại em đang bán cho bác là 40.000 các nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ kìm cúc nhá, bộ kìm cúc. Đấy, bộ kìm cúc này đang gửi bác là 40k nhá. 40k thôi, chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm cúc rất là ok luôn. Đấy, về các bấm vào quần áo đứng nhà mình rất là tiện, đỡ phải khâu vá gì lằng nhằng. Đấy, mua về cái là xếp cúc vào là bấm thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này đây. Quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn này. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nhá mọi người. Đây thực tế về sản phẩm nhá. Đấy về các bác chỉ việc mua về, bấm vào quần áo mình. Đấy rồi bấm những cái đồ cần thiết, các bác cần cài cúc là ok. 40k cho một cái bộ kìm, cả kìm cả cúc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái dây sạc cũng như là cái ổ điện U3 hiện tại bên em vẫn đang phân phối cho bác này. Đấy, đây dây sạc ba đầu dây sạc này hiện tại bên em đang có giá là 40.000 cho một chiếc dây sạc thôi nhá. Dây sạc bọc silicone chống gập chống gãy. Con này các bác cứ gập gãy rồi các bác cứ dùng cho em thoải mái đi, cực kỳ là nồi đồng cối đá luôn. Đấy, dùng chắc là khoảng tầm chục năm mới hỏng. Nó sẽ gồm có là một đầu vào sẽ là cổng USB nhá và ba cổng ra nhá, ba cổng ra. Ba cổng ra thì sẽ có là chân sạc iPhone này, chân sạc Type-C đời mới này cho Samsung này và chân sạc micro USB cho những cái máy đời cũ này. Đấy, nói chung là máy đời cũ, đời cao, đời thấp là các bác có thể dùng được tất cho ba cái chân này luôn. Đấy, nghĩa là ba cái chân này các bác sạc được cho hầu như là tất cả các loại máy phổ thông hiện tại trên thị trường bây giờ đang sử dụng nhá. Đây, phần dây của nó đều được bọc silicone này. Đấy, các bác cứ bẻ này, bẻ gập cho em thoải mái, không lo bao giờ nó gãy luôn. Cái phần đầu này nó làm thiết kế rất chắc chắn nhá. Đầu của nó là bằng khung thép, viền thép này. Đấy, khung thép viền thép và có cả đèn báo luôn nhá. Sau này là có cả đèn báo luôn nên rất là hay. Đấy, các bác biết ngay là nó có điện hay không. Đấy, có cả đèn báo này. Đây là cái phần các bác nhìn nó làm cái phần trục ra ba này, một ra ba này, các bác nhìn này, nó bo một cái vòng kim loại rất là to luôn. Đấy, chắc chắn ok, xịn sò con này. Đấy. 40.000 thôi. Đấy, giá nói chung là giá tốt nhất thị trường. Bên em chỉ có duy nhất một loại thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây sạc cam nhá. Dây sạc cam hoặc là cái dây sạc ba đầu nhá. Dây sạc ba đầu sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy nhá. Giá anh em đang gửi bác là đi 40k một chiếc nhá. 40k lên mã anh em sẽ cái dây sạc cam hoặc là dây sạc ba đầu đều được. Giá đang gửi bác là 40k cho một cái dây sạc cam ba đầu 40k. Ngoài ra thì bên em có bán thêm cho bác đó là cái ổ điện Thái này, ổ điện Thái, ổ điện Thái Lan, ổ điện U3 nhá.
Cái điện thái U3. Ổ này thì giá bình dân thôi, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ này. 50k một chiếc ổ điện thái U3 nhá. Mã của nó sẽ là mã U3. Đấy, nó sẽ gồm có cho bác là những cái ổ cắm này để về các bác cắm những thiết bị điện 220 này. Ngoài ra thì nó sẽ có tích hợp thêm cho bác là ba cái cổng USB nhá, ba cổng USB để các bác có thể là cắm sạc điện thoại này, rồi là các bác cắm những thiết bị sử dụng cái nguồn là nguồn 5V các nhá. Nguồn 5V là các bác cắm ở đây là ok. Đấy, con này cũng có cả đèn báo này, công tắc an toàn này. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi. Đấy, vừa an toàn tránh tình hiện chập cháy này. Rồi là ví dụ nhà có những người già trẻ con chẳng may nó có va chạm vào nó không bị giật này. Đấy, các bác có cả một cái công tắc an toàn rất là tiện nhá. Đây dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài cho em thôi, rất là ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái ổ điện thái U3 nhá. Ổ điện thái U3. Điện thái U3. U3 này. Bên em đang gửi bác là 50.000 ổ thôi, chỉ có 50k ổ, giá rất là bình dân luôn, 50k về các bác xài. Đấy thì các bác có thể mua kèm cùng với cái dây này. Thì cái dây này về các bác có cái là chỗ là mình về có cái ổ này mình cắm đây luôn. Đấy, sau đó là các bác có thể sạc luôn cho điện thoại thứ ok luôn này. Đấy, còn đây là ổ đây. Ổ thì ngoài ra có cả ổ điện và có cả ổ sạc luôn. Đấy, một chiếc ổ cực kỳ là hữu dụng trong gia đình nhà mình, sử dụng cắm được rất là nhiều những cái thiết bị nhá. Xài ok luôn. Đấy. Ổ điện U3 là 50.000 một ổ nhá. Còn là cái dây sạc cam thì đang gửi bác là 40k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu mình có thể là mua lẻ hoặc các bác có thể mua theo cả combo luôn, vừa ổ vừa dây luôn các nhá. Về các bác xài luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt gà của Nhật này. Tiếp tục về mã hàng cây kéo gà Nhật phục vụ các bác dịp Tết nhất này. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả nhà bếp cho em cực kỳ đa năng. Đấy, con này hàng của Nhật nhá, Japan. Dòng thép SK5 nhá, dòng thép SK5 là một dòng thép không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, phần tay cầm nó rất là trường tay này, trường tay các bác cầm nó ôm. Đấy, cầm nó ôm tay cắt rất là ngọt. Đấy, con này cắt thì cực kỳ ok. Đấy, gà mà vịt các thứ là các bác ngại chặt, các bác không muốn lấy thớt đâu các bác xài. Các bác cầm ngay cho em con này các bác phang cho. Đấy, cứ thế là các bác nghiến cho em thôi. Nghiến cực kỳ ngọt luôn nhá, nghiến cực kỳ ngọt luôn. Xương xiếc con này là ăn một phát một luôn nhá. Đấy, xương xiếc là ngon này luôn. Đấy, ngoài ra thì con này nó có chức năng là đánh vẩy cá này. Đấy, các bác nhìn cái phần răng cưa bên dưới là đánh vẩy cá nhá, dùng để đánh vẩy cá. Rồi là một cái chức năng nữa là khe đây này, là cái phần là ví dụ như là các bác nhà các bác mà có ăn cuôn ghẹ là có cái càng các bác cho đây các bác kẹp này, rồi với những cái quả cứng như là quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp. Đấy, để cho nó vỡ ra nhá, cho nó vỡ ra rất ok luôn. Một chiếc kéo cắt gà Nhật cực kỳ là đa năng luôn, sử dụng được nhiều chức năng và nó rất là dày dặn chắc chắn này. Các nhìn này, phần thớ thép nó rất là dày. Đấy, thớ kéo rất là dày. Con này các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ vì yên tâm luôn. Giá bán hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán với bác là 170.000. Đấy, hôm nay em về cho bác giá là đi 130.000 nhá. 130.000 thôi, xả nhanh bán nhanh luôn. 130k lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật. Đấy, 130k một cái cây kéo cắt gà Nhật này. Giá này là gần như là giá tốt nhất hiện nay rồi đấy. Đấy các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá. Đấy, về các bác chuẩn bị Tết nhất này. Mình có cây kéo cắt nhà bếp này, gà vịt thịt xương, cắt rau củ quả. Đấy, ok luôn nhá, 130.000 một cây, đa năng sử dụng rất là nhiều việc luôn. Sản phẩm nhẫn đồng hồ để về cho các bác nhà mình chơi Tết này, rồi các bác mua về cho các cháu nhà mình tặng cho cháu mình cũng rất là hay. Đây, một con sản phẩm nhẫn đồng hồ nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đây, một chiếc nhẫn đồng hồ rất là đẹp. Đấy, có đồng hồ, mặt đồng hồ nhá, mặt đồng hồ rất là ok. Đấy thì về các bác muốn dùng được các bác giật cho em cái phần cái nút khuy trắng ra này. Sau đó là các bác ấn vào. Đấy là bắt đầu là đồng hồ chạy nha. Và các bác rút ra một đất nữa thì các bác có thể là điều chỉnh đồng hồ luôn. Đây điều chỉnh quay theo cái giờ mà các bác muốn điều chỉnh nha. Đây, đấy ví dụ em để thành 8 giờ đi ạ, này, 8 giờ này. Đấy, đúng 8 giờ bắt đầu ấn vào này. Đấy bắt đầu đồng hồ sẽ chạy nha. Đấy đồng hồ chạy ngon này luôn. Và các bác đeo vào tay cho em. Đấy đeo vào tay. Đấy rất đẹp luôn nhá. Vừa thành một chiếc nhẫn này vừa có cả cái mặt đồng hồ để các bác theo dõi giờ giấc ok luôn. Cái phần này là nó co giãn này, có nhìn này. Đấy cái phần này nó co giãn nhá, nên là nhiều bác bảo là ngón tay to, ngón tay nhỏ có đeo không thì nó đeo hết luôn nhá. Đấy, ngón tay to nhỏ nó đeo được hết luôn. Cái vòng hiện tại cái vòng này của nó khá là nhỏ này. Đấy nên khi ví dụ như các bác tay nhỏ vẫn có thể đeo vừa và các bác tay to thì nó sẽ giãn ra. Đeo thì càng ok luôn, càng ôm tay. Đấy, lên tay rất là đẹp luôn, có nhìn này. Lên tay rất đẹp luôn nhá. Đấy, giá hiện tại em đang gửi bác là một chiếc nhẫn đồng hồ này với giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là nhẫn đồng hồ. Đấy, nhẫn đồng hồ nhá. Đang gửi bác vào một chiếc nhẫn đồng hồ này với giá là đi 40k thôi. Chỉ có 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ này. 40k một chiếc nhá. 40k thôi nhá. 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ rất là hay, nhìn rất là xinh. Đó.
Thuốc kiến thì bên em vẫn còn để phục vụ bác nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, dòng này thì có yên tâm về chất lượng đi. Đấy, nếu mà không hết kiến thì bên em không lấy tiền đâu bác nhá. Không hết kiến thì bên em không lấy tiền. Cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, nhà bác hiện tại đang rất là nhiều kiến này. Đấy, rồi là thời tiết thứ nó mướt kiến nó về rất là nhiều. Đấy thì các bác mua ngay cho em cái lọ này về nhá. Đấy thì các bác những cái chỗ nào mà kiến nó hay đi, nó hay xuất hiện này, đường đi nó lại là hang ổ này, thì các bác cứ giỏ trực tiếp cho em. Và cái con kiến này khi mà nó ăn cái dung dịch này xong thì nó sẽ công về tổ nha các bác nhá, nó sẽ công về tổ và những cái con khác nó sẽ ăn cùng với con này và nó chết một loạt và chết cả đàn luôn. Đấy, anh em cũng đã dùng và test sản phẩm thực tế rồi, em thấy rất ok và mình em đã nhập về số lượng lớn để bán cho bác luôn. Đây, cách dùng này nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc nơi chuẩn ở kiến này, sau khi kiến đã chết ăn mồi từ 2-5 ngày sẽ chết này. Thực ra thì đây ở trên này người ta báo là 2-5 ngày thôi, nhưng mà em em cho nó ăn xong chắc khoảng tầm 2 tiếng sau là sạch sẽ, không còn một con kiến nữa luôn. Đấy, không thấy bóng dáng một con nào luôn và không thấy bao giờ nó có lại luôn. Em dùng khoảng tầm hơn năm nay mà chưa thấy một con kiến nó xuất hiện lại nha. Đấy, các bác thấy cái thuốc kiến nó nhạy nào, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giá nó thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá sẽ là 10k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là thuốc kiến nhá. Đấy, thuốc kiến thì đang bán lẻ một chiếc, một lọ đấy là 10k. Còn các bác lấy 3 lọ nhá. 3 lọ thì giá sẽ là 20k cho 3 lọ nhá. 20k là được 3 lọ. Đấy, là bán nó combo 3 lọ một để các bác dễ mua này. Còn bác nào dùng ít thì mình có thể theo mua theo một lọ. Một lọ là 10k, còn 3 lọ thì là 20k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thuốc kiến. Hàng bao dùng bảo hành cho bác luôn. Nếu mà hàng này mà không diệt được kiến thì bác em trả lại cho bác tiền luôn. Đấy, rất uy tín luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo văn phòng. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng này. Em báo giá bác luôn, hôm nay em cũng xả kho cây kéo văn phòng này luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua, bán xả vốn luôn. 30k nhá, 30k lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng. Cái cây này thì chuyên cho bác dùng để làm văn phòng, cắt giấy, cắt tờ. Đấy, cắt hồ sơ tài liệu rồi là các bác mua về cho các bé này mình cắt tranh giấy các thứ rồi. Ok luôn, hàng của Nhật Japan nhá, Asaka Japan, cũng là thép SK5, cực kỳ sắc bén. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cắt cực kỳ ngọt đây. Cắt bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt ok, quá ok luôn, giấy giữa các thứ là cắt cực kỳ ngon lành. Đấy, quá ok ngon lành luôn này. Đây. Cực kỳ ngon lành nhá, cắt rất ngọt luôn. Đấy, giấy giữa các thứ cắt ngon lành rồi, thậm chí cả giấy bóng con này cắt ngọt luôn. Đấy, nói chung là ok lắm. Đây là giấy bóng này, giấy bóng có loại dạng dai dai dẻo dẻo này, nhưng mà con này cắt ngon lành này, có nhìn này. Giấy bóng ấy nhá, đây là giấy bóng ấy nhá. Đấy, giấy bóng. Bình thường là các bác những cái con kéo nhụt thì không bao giờ cắt thế đâu, nó cắt là dai dai, nhưng con này cắt cực kỳ ok đây. Các nhìn này. Đấy, ngọt lành. Quá ngon luôn. Đấy. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo bếp. Xin lỗi các bác là cái cây kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng. Chuyên dùng cho các bác làm văn phòng. Đấy, rồi là văn phòng phẩm, làm cắt giấy, cắt tờ. Đấy, rồi thậm chí các bác mua về cắt nhà bếp cũng ok luôn. Đấy là tùy nhu cầu của bác xài nhá. 30.000 một cây thôi. Mà em giảm giá xả kho luôn cái mã này luôn. 30.000 một cây. Thì em lên luôn cho bác đó là cái cây tô vít này. Đấy, tô vít để về các bác tết nhất các bác xoáy các thứ này, rồi vừa xoáy vừa đóng này. Đấy, hiện tại em đã có hai mã. Là một mã cây tô vít đầu 4 cạnh và mã đầu tô vít 2 cạnh này. Đấy thì hay còn gọi là đầu cộng và đầu trừ đúng nhá. Đấy thì nó là dòng tô vít đóng. Ngoài chức năng đóng thì nó cũng có thể là xoáy luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình. Đấy, mình tết nhất mình có treo tranh, treo chiếc các thứ này. Rồi là mình xoáy lại những cái thiết bị nhà mình. Rồi là thậm chí các bác mua trước ra tết các bác đi làm. Mình có thiết bị các thứ mà mình xài luôn, ok luôn. Đấy thì bên em đang bán là 30.000 một cây nhá. 30.000 một cây. Con này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài một cây này là 30cm nhá. Đấy, thì bên em đang bán cho bác là 30k một cây tô vít đóng nha. Ngoài chức năng xoáy thì nó có thể đóng luôn. Đây nó có phần đóng rồi này. Đấy, phần đóng nhá. Hàng này cũng của Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan. Đang bán cho bác là 30.000 một cây nhá. Hiện tại bên em đang có hai đầu là đầu cộng này và đầu trừ này. Đấy, đầu cộng và đầu trừ. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây tô vít đóng. Đấy, cây tô vít đóng nhá. Tô vít đóng thì đang có hai mã là cộng và trừ. Đây tô vít đóng này, tô vít đóng có cộng nha, có mã cộng và có mã trừ thì đang bán cho bác là một cây là 30k nhá. Đấy, các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em, lấy cây cộng bên em nhà bác cây cộng, lấy cây trừ bên em là bác cây trừ, và đang bán lẻ một cây là 30.000, và các bác có thể lấy theo cả đôi được, lấy được cả đôi là 60.000. Đấy, mua về cả đôi về mình có cả cộng và trừ mình xài luôn. Cái phần đầu này nó có cả nam châm từ tính luôn này. Đấy, có cả nam châm từ tính luôn nhá, có cả nam châm từ tính dùng rất là tiện luôn. Tô vít đóng nhá, một cây là 30.000, có hai đầu là
là đầu cộng và đầu trừ nhá. Lấy đầu nào thì các bác báo cho em thì em nhặt cho bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây này, là cái cây vòng gỗ đeo tay này. Đấy, các bác mua về sử dụng này. Đấy, đeo thời trang này các bác đeo niệm các thứ ok luôn. Đấy, một chiếc vòng bao gồm là một vòng và một hộp đi kèm luôn này, có cả một cái hộp này. Đựng trong một chiếc hộp rất là xinh, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok. Đấy, một chiếc hộp rất là xinh nhá, bên trong thì sẽ là một chiếc vòng. Vòng này thì nó rơi khoảng tầm là hơn 300 hạt nhá. Đây là vòng rất đẹp, vân gỗ lên, các bác nhìn này, vân gỗ lên rất ok. Đấy. Đấy thì về các bác có thể đeo cổ này, đeo tay này. Đấy, rồi làm vòng vòng lần cái thứ ở đây. Đeo vào tay nhìn rất là thời trang, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất ok đây. Đấy, đeo tay quá đẹp luôn này. Đó. Con này thì nó là cái vòng chun nhá, cái vòng chun. Nó có cái phần dây chun nó co giãn. Đấy, các bác đeo phù hợp với rất là nhiều những kích cỡ khác nhau. Đó. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Em nhắc lại một lần nữa là cái vòng này là vòng gỗ đeo tay nhá. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Giá tại em đang bán một chiếc vòng gỗ đeo tay là bao gồm là cả vòng cả hộp như này, là một bộ này là 40.000 này. Đấy, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng này rất là ok luôn. Vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay đang bán bác là 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nha. Đấy, 40.000 nhá. Đây, bên ngoài là vỏ hộp rất là đẹp xịn này, bên trong nhá, bên trong thì là vòng rất ok luôn. 40k nhá, vòng gỗ đeo tay. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, nhà bác nào nhiều kiến thì các bác tham khảo cho em qua sản phẩm này, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc chế phẩm thuốc kiến rán sinh học. Đấy, về bác nào có nhà có kiến rán ấy thì các bác mua này cho em cái lọ này về. Giá bên em đang bán một cái lọ thuốc kiến này với giá là 10.000 nhá, 10.000. Còn nếu các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 20.000 thôi. Giá rất bình dân, hạt rẻ luôn. Đây. Lên mã em sẽ là thuốc kiến nhá. 10k trên một lọ nhá, 10k một lọ. Lấy 3 lọ nhá, 3 lọ sẽ có giá là 20k thôi. 3 lọ là 20k, dùng rất là hay luôn. Đó, 3 lọ là 20.000. Cái này thì cam kết bác là diệt kiến 100% luôn. Bác nào mà nhà mà hết không hết kiến, giỏ cái loại này mà không hết kiến thì hoàn tiền lại cho bác 100% cái về cái giá trị đơn hàng luôn, rất ok. Đấy. Các bác mua về cứ mua về giỏ cho em. Đấy, những chỗ nào nhiều kiến rán là các bác giỏ trực tiếp vào cái chỗ nào mà hang ấy, rồi đến cái chỗ mà đường đi đối lại những chỗ nào nó hay tập trung nó ăn mồn nữa thì các bác giỏ ngay cho em cái dung dịch này vào. Đấy, con này là toàn bộ từ sinh học, từ mật mía các thứ này, rồi từ mật mía, mật ong, đường nhớ các thứ này. Đấy, thì các bác cứ đây này, nó có cách dùng là nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc ấy này, nơi trú ẩn của kiến rán này. Đấy, thì cái con này, cái hay của sản phẩm này là khi mà nó ăn ấy thì nó sẽ không chết ngay mà nó bắt đầu nó đi về tổ nhá. Nó đi về tổ và những cái con đồng bọn là nó thấy thơm thì nó sẽ lại tập trung, nó bâu vào những cái con kia. Và nó bâu con kia thì nó sẽ lây lan ra một loạt cả một cái nó cả một cái hang ổ của nó luôn, là nó sẽ chết, là chết hàng loạt và chết tận gốc, chết cả hang ổ luôn nhá. Thì rất hay. Cái này anh em dùng, nói chung là dùng là các bác ngày thứ nhất còn thấy kiến, đến ngày thứ hai là không thấy một con nào luôn, bóng dáng không thấy con nào luôn, mà nó diệt tận gốc luôn nhá, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc diệt kiến rán nhau nhá. Một lọ là 10k, các bác lấy 3 lọ sẽ là 20.000 nhá. Đấy, 3 lọ là 20.000. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thuốc lỗ ban này. Thuốc lỗ ban thì hiện tại em đang có hai mã là thuốc này là thuốc 5m, thuốc 7m này, một mã là thuốc 5m này, thì hiện tại đang có hai mã nhá. Hàng con này của hãng của Future. Đấy, dòng này cực kỳ ok. Về các bác đo đạc các thứ ok. Mặt sau đây sẽ có là lỗ ban này, mặt sau có lỗ ban, mặt trước này nhá, số to rõ ràng ok luôn. Đấy, rất ngon lành xịn sò. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cây thước lỗ ban nhá. Thước lỗ ban thì hiện tại đang có hai cỡ, là một cỡ 5m nhá, 5m và một cỡ 7m rưỡi. Tại vì em báo giá luôn, cỡ 5m thì em đang bán là 40k và cỡ 7m rưỡi đang bán cho bác là đi 50k nhá, 50k một cây thôi. Đấy, dòng thước lỗ ban nhiều bác rất hỏi cái thước này. Đấy, về các bác đo phong thủy thứ rồi. Đấy, vừa đo phong thủy vừa đo chiều dài chiều rộng ok luôn. Đấy, dòng thước của Future kéo rất trơn tru này. Đấy, kéo rất trơn tru, kéo êm ru luôn nhá, không dích thế nào luôn. Đấy, thước vào phần phập luôn này, rất ok, chắc chắn lắm. Hàng hãng, hàng Future một trong chia hương hiệu của Nhật. Đấy, chuyên về đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa thợ thuyền, rất là nổi tiếng rồi. Đấy, con này là con 5m này. Đấy, mặt sau có lỗ ban ok luôn. 5m giá 40k, 7m rưỡi giá 50k nhá. Đấy, thước lỗ ban thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái đầu tưới cây tự động này. Lên mã sẽ cái bộ đầu tưới cây tự động nhá, cái này rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng nhá. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu này này. Đấy, một cái đầu này. Đấy, đi kèm với lại cái van này nữa. Đấy thì về các bác lắp vào nhá. Lắp vào. Đây, lắp đúng như này cho em. Đấy, nó có cái lỗ cắm này, các bác cắm vào đây. Đấy, và cái phần này các bác
cho cái chai nước vào đây. Các bác lấy cái chai nước nào được, các bác xoáy cho em cái chai nước này vào này, xoáy cho em cái chai nước vào, xoáy vào đấy. Sau đó là các bác mở cái van này ra. Ở đây nó có cái van điều chỉnh này, cái van này là cái van điều chỉnh nước chứ, van điều chỉnh áp nước nó ra nhiều ít thì các bác điều chỉnh ở cái van này. Còn là cái phần này là các bác lắp những cái chai nước, ví dụ chai Coca, chai Pepsi, chai chai to, chai lớn, chai lớn, chai chai La Vi. Cái này nó là cái sen phổ thông nhá, những cái chai nước hiện nay ở thị trường là nó lắp vào được hết luôn. Đấy, rất ok luôn. Về các bác cắm trực tiếp vào đất này, sau đó bên trên này cái chai nước ở cái phần đít chai thì các bác cắm cho mấy cái kim vào là các bác xài thôi, rất là hay luôn. Đó, cái này là cái tưới cây nhỏ giọt các nhá. Đó thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái vòi, cái này là cái bộ vòi tưới cây nhỏ giọt nhá. Thì về các bác lắp vào cho cái chai nước này, các bác cắm đất và các bác điều chỉnh cái van này, nước nó sẽ ra theo nhu cầu nhá. Đặc biệt ví dụ các bác hay đi xa nhà hay đi công tác lâu ngày, các bác không để ở nhà chăm sóc cây cối được thì các bác mua cho em cái này về cắm trực tiếp với cái gốc cây. Đấy, bơm thêm ít nước vào cái chai nữa là các bác cắm xuống là các bác xài thôi. Nó ra nó rất là từ từ nhá. Mà nó lúc nào cây cối nó có nước nó cũng xanh tươi ok luôn. Đấy. Thì hôm nay em xả kho luôn cái mã này nhá. Em bán cả một lỗ 10 cái luôn nhá, không bán lẻ nhá, bán cả lỗ 10 cái luôn thì sẽ có giá là đi lên mã em sẽ cái combo 10 cái đầu tưới nhá, combo 10 đầu tưới thì sẽ có giá là đi 50.000 thôi các bác nhá. 50k cho một combo 10 đầu tưới cây tưới nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn mua lẻ em cũng có bán lẻ bác luôn. Bán lẻ thì bên em đang bán lẻ một cái đầu tưới như này thì sẽ là 10.000. Còn các bác mua cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả một combo 10 đầu như này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất là tốt. Đấy, rất là hay. Đây. Các bác cùng xem một video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá. Chai nước này nhá, đấy, chai nước. Đấy, sau đó các bác mở cái van này ra, mở cái van ra các bác cắm đất này thì các bác sẽ điều chỉnh cái van nước nó sẽ ra từ nhá. Đấy cái phần trên đít chai thì các bác đục cho mấy cái lỗ nhá để nước nó ra nó sẽ đều hơn. Đấy, ok luôn đây các bác nhìn này. Đấy nó nhỏ giọt từ từ nhá. Thì lúc nào cây nhà mình cũng có nước tưới, đấy, cũng có nước chăm sóc cho cây, rất là xanh tươi. Ok luôn. Dễ sử dụng mà rất là hay, thông minh nhá. Một cái combo 10 cái đầu tưới này là 50.000 nhá. Thì nếu mà theo các bác nên lấy cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà các bác lấy một đầu thì sẽ có giá là 10.000, một đầu tưới cây này là 10.000. Còn các bác lấy cả combo 10 đầu thì sẽ là 50.000 nhá. Đầu tưới cây nhỏ giọt nhá, đầu tưới cây nhỏ giọt. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái con đuôi đèn điều khiển này. Đấy bác sẽ cái cây đuôi đèn điều khiển nhá, báo giá bác luôn. Nay em cũng xả kho luôn cái này nhá. Đuôi đèn điều khiển. Bữa trước sản phẩm này đang bán là đi 90k. Nay em về đây bác không mức giá dễ mua luôn là bao nhiêu tiền nhỉ? 80.000 nhá, 80k cho một cái đuôi đèn điều khiển này, 80k thôi. Giá rất dễ mua. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là cả pin biếc các thứ đầy đủ đi kèm luôn. Cái này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt, về các bác mà có sẵn cái đuôi ở nhà mình rồi ấy thì các bác mua ngay cho em cái đuôi này về, các bác lắp vô thế là xài ngon lành luôn đây. Nó sẽ gồm có là một cái đuôi này, đấy, một cái đuôi. Đấy, đuôi nối tiếp vào đuôi nhá và một cái tay điều khiển. Đấy, con này thì nó điều khiển khoảng cách khoảng tầm 20-25 mét là ok. Đấy, đây có nút bật tắt này. Ngoài ra nó có cả chức năng hẹn giờ nhé. Đấy, các bác hẹn giờ thì cũng như là 15 phút này khi bật lên và hết 15 phút nó sẽ tắt này. 30 phút khi bật lên thì hết 30 phút nó sẽ tắt này. Đấy và tương tự là 60 phút cũng như thế luôn. Đấy, thì về các bác tháo con nắp này ra lắp cho em hai viên pin đây này, các bác xài. Còn đây là cái đuôi đèn chính nhá. Đây là cả cái cục nguồn điều khiển cái thứ là nó trong hết. Còn đây là các bác chỉ cầm cái tay điều khiển này, các bác bấm thôi. Đấy thì về các bác có cái đuôi sẵn ở nhà mình rồi, các bác lắp vào cái đuôi sẵn nhà mình, sau đó là các bác ở cái đuôi này các bác lắp cho quả bóng vào, các bác cần điều khiển ấy thì các bác bấm vào là xài thôi. Đấy, bật tắt các kiểu luôn, rất ok. Cái này anh em cũng đang xài đang dùng ok lắm, em thấy ok. Đấy, bền chắc chắn mà tiện các bạn, nói chung là tiện, mình đi đâu đi lại mình cầm cái điều khiển mình bấm cái là xong, ok luôn, ngon lành nhá. Giá anh em đang gửi bác giá rất là tốt luôn, chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá, 80k. Đây em test cho bác coi, nhà em đang xài này. Đây là coi nhà em đang xài con đèn 8 cánh này. Đây em bật cho bác coi nhá. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đây, cái đuôi đèn nhà em đang xài đây.
À, cái điều khiển em đang bấm cái này, em gắn tiện luôn tường cho nó tiện này, tắt này, bật này, tắt này, thì nó có cả cái chức năng hẹn giờ đấy bác dùng nhau dùng đấy. Còn đây thì em chủ yếu là bấm và tắt thôi, hẹn giờ thì em không xài mấy đấy. Đây rất tiện dụng nhá, đó rất ok đấy. Con này đang lắp con đèn 8 cánh luôn, rất ok luôn, rất tiện nha con nhá. Đó thì về các bác lắp đặt là xài thôi, cái này nó lắp đặt vừa dễ lắp đặt này mà nó rất là tiện nhá con nhá, rất là tiện, mình không cần phải dây dạo thứ gì làng nhà đấy. Có cái điều khiển này các bác bấm đấy, mình đi lại mình cứ cầm mình bấm là xong, ok luôn. 80.000 một cái bộ đuôi đèn điều khiển nhá, 80k. Ở thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái giá đỡ điện thoại này, lên mã em xem cái giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại về các bác sử dụng, mình dùng để điện thoại đây mình coi này. Đấy, mình coi YouTube, mình coi điện thoại này. Đấy, thì các bác mua cái này về các bác để lên cho em nhá, rất là tiện dụng luôn. Con này thì cái phần đế nó sẽ là đế kim loại nha, đây. Đế chân sẽ là đế chân kim loại này. Đấy, đế chân và kim loại nên rất là nặng, đầm. Đấy, và cái con này có thể là xoay 360 độ luôn. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. Và có thể là kéo cao lên cho thấp xuống, kéo cao lên cho thấp xuống để tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá. Đấy, phần bản này có thể là gập giếc các kiểu này rất ok. Đấy, thì về các bác xài, các bác để điện thoại đây là các bác xài thôi, rất hay. Để ngang, để dọc điện thoại đều được dùng hết các nhá. Đấy, chỉnh cữ rồi là xoay tròn 360 luôn, rất ok. Báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại nhá. Đấy, hôm nay giảm luôn bác, chỉ còn có 50.000 một chiếc nhá. 50k cho một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nhá. 50k. Đây, con này nó rất là tiện, các bác để điện thoại lên rất hay. Đấy, mình có thể để ngang, để dọc các kiểu luôn. Đây các bác có thể để ngang nha này. Đấy, để ngang nha, các bác có thể để dọc nha nha. Đấy, và khi mà các bác để dọc ấy thì rất là hay là nó có một cái phần khe. Đấy, ví dụ các bác có thể vừa cắm sạc mà các bác vẫn vừa có thể là xem được điện thoại nhá. Đấy, mặc dù là các bác để dọc điện thoại nhưng mà các bác có thể vừa cắm sạc vừa ấy được luôn, vừa cắm sạc vừa xem được điện thoại luôn, rất hay luôn. Đấy, điện thoại to nhỏ là con này chưa được hết luôn, cân được hết luôn, nó chịu tải rất là tốt, chịu tải là cả một cái con lát, cái con máy tính bảng nặng luôn đấy nhá. Đấy, nó rất là chắc chắn, ok luôn. 50k một chiếc nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại chân đế và kim loại nhá, 50k trong chiếc, giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho các bác mã hàng, đó là cái cây đèn đầu cảm biến này. Đấy, các bác đi rừng, đi rú, đi thuyền, đi ghe này. Đấy, đi đêm hôm chợ búa các thứ này, mình cầm cái cây đèn đội đầu để các bác tham khảo ngay xem sản phẩm này. Đấy, một con đèn đội đầu cảm biến nhá, rất là hay luôn, cực kỳ sáng nhá, ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, rất là sáng luôn. Đấy, và sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Con này sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V. Đấy, về các bác kiếm cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vào cái cục sạc để các bác sạc thôi. Đây, tổng quan con đèn này rất chắc chắn. Phần đầu của nó sẽ là đầu thân nhôm nhá, đầu thân nhôm nên là nó cho ra cái hệ tản nhiệt rất là ok. Đấy, đây có thể cụp lên cụp xuống các kiểu này rất ok luôn. Đấy, đây nút bật tắt này. Đấy, bật tắt nhá. Đấy, có con này có thể chỉnh được pha nhá, chỉnh được pha thu vào và chỉnh được pha rộng ra nhá. Đây, chỉnh pha thu vào này. Đấy, chỉnh pha rộng ra này, chỉnh pha rộng ra này. Đấy, chỉnh pha rộng ra, thu vào này, rộng ra này, rất ok luôn nhá. Đấy, rất là hay, vừa chỉnh pha các kiểu luôn. Đấy, rồi là ngoài chức năng là chỉnh pha thứ ra bật đèn bình thường, nó còn có cả cái chức năng cảm biến này. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì các bác bấm cái nút wifi cho em này. Đấy, các bác nhìn thấy vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng này, vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng, vẫy tay cái đèn tắt, vẫy tay cái đèn sáng nhá. Con này thì các bác cứ lên mã em sẽ là con đèn đội đầu cảm biến hoặc là đèn đội đầu wifi đều được nhá. Đấy, đây có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy. Nói chung là cực kỳ sáng nha, và cái tầm chiếu xa nó cũng khá là xa đấy. Đây các bác nhìn này. Khi mà chụm vào này, đấy cái ánh sáng nó ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, trắng xóa luôn nhá. Các bác soi cực kỳ sáng luôn. Pha rất là rộng này, đây, pha quá ok luôn, cực kỳ ngon lành nhá. Đó, rồi, tổng quan với con sản phẩm đen, đấy, dùng để chiếu sáng, dùng có chức năng cảm biến vẫy tay, vẫy đồ các thứ rồi, ok luôn. Giá bên em đang gửi bác thì hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này nhá. Bữa trước đang bán là 170.000, đấy, đèn đội đầu cảm biến nhá, lên mã em sẽ là đèn đội đầu cảm biến. Bữa trước đang bán là 180.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, giá sẽ là đi 130.000 thôi. Giảm giá luôn 130.000 để các bác dễ mua nhá. 130k trong mỗi con sản phẩm đèn đôi đầu cảm biến nhá. Đèn đầu cảm biến. Đấy, vẫy tay cái là bật và vẫy tay cái là tắt nhá. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì ấn vào nút wifi này. Khi mà bật đèn thì cái con này là nó báo luôn cả cái phần trăm pin ở đây nhá. Đấy, hiện tại con này đang là 75% pin này. Đấy, thì khi nào mà gần hết pin thì các bác chủ động bác sạc, nó có cả báo cái phần trăm pin luôn, rất tiện. Đây là cái phần cổng sạc nó này.
một cái cổng sạc chân tai chi và một cái cổng USB là cái cổng lấy điện ra, ví dụ như là điện thoại các bác USB thì mình có thể cắm vào đây để mình sạc dự phòng cho điện thoại cũng ok. Đấy, đây phần dây đeo đội đầu rất chắc chắn nhá, dây đeo co giãn 4 chiều ok luôn. Đấy, chắc chắn 130.000 đúng không nhá, 130k. Lên mã em sẽ lấy con đèn đội đầu cảm biến, hôm nay em đang xả kho sản phẩm ấy, giá rất ok luôn. Xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em nhé. Đấy rồi, em sẽ đi vào những cái sản phẩm xả kho, những cái mặt hàng thanh lý trong video ngày hôm nay. Rất nhiều những cái mặt hàng thanh lý giảm giá xả kho trong dịp Tết. Nói chung là bên shop Tiến Hiền là bao giá thị trường luôn, cam kết bác là hàng rẻ nhất thị trường. Đấy, chất lượng và giá cả phù hợp nhất các bác nhá. Xả kho luôn các bác, đó là cái cây chổi lông xù các bác nhá. Lên mã em sẽ là cái cây chổi lông xù hoặc là cây chổi xanh. Cái này thì nó thiết kế là những cái sạng rợi cước này. Đấy, ví dụ như các bác mua về dùng để rửa xe này, rồi là rửa cọ quạt này, rồi là những cái phần khe kẽ ở nhà mình ấy, các bác dùng để các bác cho vào. Nó cái con này nó có cái phần đầu nhọn này, các bác cho vào nó lọt khe rất là thích luôn. Đấy. Đây để em xem có gì để em có cái khe để em cho vào, em nhét cho bác coi nhìn hay lắm. Đây là các bác, đây em sẽ test bác coi này. Ví dụ như là nhà các bác mà có những cái phần khe kẽ nó nhỏ nhỏ này một chút này. Đấy, các bác cho này vào này. Đấy, cho nó vào. Đấy, sau đó các bác lại kéo lại này. Đấy, nó rất là hay. Thì nó rất là sạch, các bác cọ rửa những cái phần kia kia ở bàn ghế này, rồi là đồ dùng nhà mình này, rồi là rửa xe, rửa cỗ thứ là các bác dùng cái cây này cho em rất hay. Và cái con này nó có thể uốn này. Đấy, nó có thể uốn cong đi, rất ok. Rồi là nó luồn lách những phần kia kia của cái đồ đạc các thứ nhà mình dùng để vệ sinh, nhà cửa các thứ ok cho em luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi lông xù nhá. Cây này nó dài khoảng tầm 40 cm nhá, dài khoảng tầm 40 cm, khá là dài, cầm hay lắm. Đấy. Hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Cây chổi lông xù sẽ có giá bữa trước đang bán là 60.000, em xả kho bác một cái mức giá rất dễ mua. Lên mã em sẽ là chổi lông xù nhá, chổi lông xù màu xanh. Chổi lông xù màu xanh này, giá bữa trước đang bán là 60.000, mà em về cho bác một cái mức giá rất tốt luôn. 30k nhá, 30k cho một cái cây chổi lông xù màu xanh này. Đấy, nó sẽ xù lông, những cái sợi cước nó sẽ xù ra. Các bác dùng để cọ rửa xe, bàn ghế, rồi là đồ dùng các thứ nhà mình. Đấy, chuẩn bị rửa ráy các thứ Tết nhất này, mua cây này về rất ok, những phần kẽ kẽ nó luồn vào. Đấy, nó luồn vào, các bác tuốt vài đường cái nó sạch bong luôn, rất hay nhá. 30k một cây chổi lông xù nhá, dài là 40 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy sấy tóc này, máy sấy tóc của hàng bãi Nhật nhá. Con này thì đây của thương hiệu Chaba này. Đấy, hàng bãi Nhật. Công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, sử dụng là điện 220. Đấy, các bác mua về sấy đồ, sấy tóc nhà mình. Máy chạy cực kỳ khỏe và rất là êm luôn, và cái lượng hơi nóng ra rất là khỏe nhá. Đấy, nó sẽ có hai công tắc nhá, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng này, một công tắc chỉnh gió, một công tắc chỉnh nóng nhá, cực kỳ ok luôn. Đấy, đây phần đầu này, phần đầu thổi ra này. Đấy, về các bác dùng tùy chỉnh thôi, mình muốn gió nó mạnh thì các bác chỉnh công tắc này, mình muốn cái độ nóng nó ít nhiều thì các bác cứ bấm công tắc cho em là ok. Đấy, sử dụng nguồn sẽ là nguồn 220 nhá, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài thôi. Công suất 3.500W thì các bác dùng gia đình nói chung là rất là phù hợp. Nó không bị ít, nó không bị nhỏ quá nhá, và nó không bị lớn quá. Đấy, nhỏ quá thì các bác dùng không đủ xài, mà lớn quá thì mình dùng nó tốn điện. Đấy, nói chung là 3.500W là các bác xài gia đình rất là hợp lý rồi. Giá thì hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã với em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc. Máy sấy tóc này bữa trước bên em đang bán là 180.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 130.000 thôi, 130k cho một cái máy sấy tóc nhá, 130k một chiếc, 130.000 cho một con máy sấy tóc. Công suất 3.500W, sử dụng gia đình rất hợp lý. Đấy, độ nóng cao và lực gió ra rất là khỏe nhá. Máy chạy êm, ok luôn. Đấy, chắc cầm chắc tay, cầm chắc tay, hàng bãi cầm rất chắc tay nhá. Đấy, cầm chắc nịch luôn. Đó. 130.000 một chiếc nhá, 130.000 cho một con máy sấy tóc, hàng rất ok luôn. Đấy, cái này anh em cũng đang xài của tầm hơn 2 năm nay rồi. Dùng ok lắm. Đấy, 130.000 một cây nhá, máy sấy tóc. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng đũa Nhật để các bác chuẩn bị Tết nhất này. Đấy, nhà mình Tết nhất mình khách khứa nhiều thứ này, cỗ bàn nhiều. Đấy, thì các bác mua cho em cái vỉ đũa Nhật này về. Hôm nay thì cũng có mức giá tốt để các bác cái sản phẩm đũa Nhật này luôn. Bữa trước đang bán là 50.000 vỉ, hôm nay em xả kho bán ngay luôn. 50k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đô luôn nhá. Đấy, một vỉ đũa Nhật 10 đô mà chỉ có 30.000, giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này là 10 đôi. Và chất liệu đũa này thì nó là dòng đũa sợi thủy tinh nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là đũa này thì dùng ok không, thì em cam kết bác là dùng cực kỳ ok luôn. Em dùng nha, em cũng dùng khoảng tầm 3 năm nay rồi. Đấy, dùng rất ok, mà cái đợt trước là nó rất là đắt ấy. Đợt này nó về nó giá rất là tốt luôn đây. Đũa cực kỳ đẹp luôn này, chất liệu là sợi thủy tinh nhá. Các bác sử dụng không lo nó bị nấm mốc và không lo nó bị cong vênh. Đầu đũa thì có phần chống trơn trượt nhá. Các bác ngắm miếng đùi là gắp là trúng miếng đùi luôn, không lo trơn trượt nhá. Đấy, một vỉ là 10 đôi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác mua cho em khoảng tầm
mỗi nhà mua tầm 5-7 ví về mình xài dịp Tết nhất này, khách khứa nhiều, nhìn nó đồng bộ, nhìn nó đẹp này, sang trọng và lịch sự. Nói chung là đũa Nhật thì các bác yên tâm uy tín chất lượng rồi. Yên tâm với em là các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đấy, nói chung là cam kết bác là dòng này đũa Nhật xịn mà cầm chắc chắn mà ok, nói chung nó đẹp lắm. Nhìn cái vẻ đẹp bên ngoài, nhìn kiểu nó lịch sự, nhìn kiểu nó sang trọng ạ. Đấy. Đây. Dòng đũa sợi thủy tinh nhá, dùng yên tâm là không lo nấm mốc, không lo cong vênh. Đấy, may xả khuôn luôn các bác là chỉ có 30.000 một vỉ nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Đấy, giá tốt, bao giá thị trường luôn. Đấy, mua cho em khoảng tầm 5-7 vỉ mỗi nhà về, mình thay một loạt những hết cái đũa gỗ đi. Đũa gỗ đôi khi các bác dùng hay bị nấm mốc này, hay bị cong vênh cái thứ này, dùng rất là ảnh hưởng sức khỏe. Các bác chuyển sang dùng cái đũa này cho em, sạch sẽ, an toàn mà ok, sang trọng lịch sự, đẹp, chất lượng nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá, 30.000 một vỉ thôi. Giá rất tốt luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác nào nó cái cây súng mồi lửa này. Đấy, để về các bác Tết nhất thắp hương thắp nến này, rồi là các bác về mồi lửa mồi bếp này, rất tiện dụng luôn mà giá nó rất là bình dân. Đấy, em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái cây súng mồi lửa này, nó chỉ có 20.000 thôi. 20k nhá. Giá rất tốt luôn. Cứ lên mã cho em sẽ là cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Cái cây này nó rất là dài. Nó dài khoảng tầm 30 cm, nên là ví dụ những cái chỗ vị trí cao là các bác cầm các bác vẫn có thể với được này. Mà bình thường là các bác cứ hay dùng cái hộp quẹt đấy, các bác phải bật quẹt quẹt tay, nhiều khi là rất là đau tay. Thì đặc biệt là các bác người già tay yếu khó bật quẹt lắm. Các bác dùng con này chưa? Chỉ việc ấn cái ra lửa luôn. Ấn cái ra lửa. Ấn cái ra lửa này, có phần chỉnh ga to nhỏ này, rồi là phần khóa cò này. Rồi con này thì hết ga thì các bác có thể bơm lại nhá. Đây nó có cái lỗ bơm ga này, hết ga có thể bơm lại. Còn trong này thì đã có sẵn ga về, các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, nó rất là to tát nhá. Bình thường là các bác người già hay dùng những con máy lửa nó nhỏ nhỏ ấy, rất là khó tìm. Đấy, nhưng con này các bác để lên ban bàn thờ, to tát, dễ tìm, dễ cầm. Đấy, thiết kế chắc chắn an toàn. Đó, rất ok luôn nhá. Đấy, bấm cái là ra, rất nhạy luôn. Cứ bấm cái là ra lửa luôn này. Quá ok, rất nhẹ nhàng, tình cảm, dễ sử dụng nhá. Chỉ có 20.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cây súng mồi lửa nhá. Các bác mua về, đấy, Tết nhất mình thắp hương thắp đến ban bàn thờ này, rồi là các bác mồi bếp, mồi giáp các thứ này, mồi lửa này. Đấy, ok luôn, 20.000 một cây. Tiếp bộ ô tô đồ chơi này, hàng mới shop hôm nay tiếp tục về này. Bộ ô tô đồ chơi 30 xe nhá, 30 xe. Đấy, và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho các bé nhà mình này, hộp ô tô. Hộp ô tô đồ chơi nhá. Cái này là 30 xe với giá là 100.000 một cái hộp này thôi, là bao gồm là cả một cái hộp này đựng này luôn, cả hộp đựng nhá. Đây mở ra bác coi. Đấy, 30 xe luôn. Đấy, thấy không? Quá nhiều xe luôn này. Nó có các cỡ xe luôn. Đấy, và cái con này nó có cốt nhá, nó có cả cốt này. Đấy, các bác di về sau nó quay bánh này. Đấy, nó quay rất là tít luôn, cái bánh nó quay cực kỳ tít nhá. Đấy. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, nghe tiếng bánh nó quay biết là nó quay rất là khỏe rồi. Và cái phần thân này của nó là bằng thân nhôm nhá, thân kim loại nhá, thân nhôm, thân kim loại, nên là nó chống va đập, chống vỡ rất tốt. Đặc biệt là các bé nhà mình chơi là cứ hay đập phá nhiều mà. Đấy, các bác dùng con này nổ đồng cố đá mà cho các cháu thì mình chơi thoải mái luôn. Đấy, cả nhà các cháu vào chơi. Đấy, lấy ô tô ra thi nhau, ok luôn nhá. Một hộp này là 30 xe, hộp ô tô đồ chơi 30 xe nhá, 100.000 hộp này. 100.000 hộp này là bao gồm là cả một cái hộp đựng này luôn nhá, bao gồm là cả một cái hộp đựng này luôn. Đấy, là về các bác mua về tặng cho các cháu thì mình chơi rất ok luôn. Có phần quai sách, quai đeo mang đi mang lại này, 100k thôi. Đấy, chốt đơn vào việc luôn, hộp ô tô đồ chơi 30 xe nhá, cực kỳ nhiều xe và nhiều màu sắc, nhìn rất là bắt mắt, đẹp luôn. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi, tránh xa internet đi để các cháu mình chơi, tập trung khám phá này, chơi với nhau, tạo không gian thân thiện gần gũi thôi nhá. Đấy, mua về phụ huynh nhà mình chơi với các bé cũng ok luôn nhá. Đó, 100k một cái xe hộp ô tô đồ chơi 30 xe này thôi nhá. Đấy, 100k. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Lên mã em xem cái bộ mũi khoan đa năng. Hôm qua giảm cho bác 100.000, chốt liên tục luôn, chốt điên tỏi tỏi luôn với nhá. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, lô mới luôn. Một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi. Đấy, 5 mũi hàng bãi Nhật nhá, 5 mũi hàng bãi Nhật đây. 2 4 tổng là 5 mũi này, sẽ gồm có cho bác là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. Đây, 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 là cái mũi khoan mà phổ thông khoan nhiều nhất này. Tiếp theo là một cái mũi 8 nhá, một mũi 8. Đấy, một mũi 8 này, một mũi 10 và một mũi này sẽ là mũi 12, là mũi lớn nhất nhá. Mũi này là mũi 12 này. Đấy, phi 12. Đấy, sẽ gồm có tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Đấy, đây. 6 này, 8 này, 10 này và 12. Đấy, vì em giá hiện tại đây em đang xả kho cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 100.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, mũi khoan đa năng 5 mũi, 100k một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha.
cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi này nó hay ở một cái điểm là cái phần đầu của nó là cái đầu nhọn, cái đầu tên lửa này, các bạn nhìn này, cái đầu tên lửa. Nên khi mà các bác khoan ấy, đặc biệt là các bạn khoan những cái phần điều kiện môi trường là ví dụ như là nó trơn trượt như là gạch men các thứ, rồi những cái tường nó trơn, mà đôi khi các bác dùng cái con mũi khoan tù ấy là không bao giờ là nó bắt vào ngay đâu. Nhưng mà con này này các bác nhấp nhả và đều cho em là nó vào rất là ngọt luôn, và nó vào đúng cái vị trí mà các bác đánh dấu luôn, nên là hay ở cái điểm đấy là cái đầu tên lửa này, đây này đấy, khoan rất ok. Cái này em cũng đã dùng rồi, mà đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ tường trơn, đặc biệt là ví dụ như tường gạch men đấy, là cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, nói chung là recommend các bác dùng cái con này, cực kỳ ngon này luôn. Đó, bộ mũi khoan đang giảm giá sập sàn đấy bác, là chỉ có 100.000 thôi. Bữa trước này em đang bán 150 đấy, đợt này cuối năm xả kho đấy bác, dễ mua luôn. 6, 8, 10, 12 năm mũi nhá, 100.000 một bộ coi nhá. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like nhá, đăng ký kênh, và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k nhá là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Sản phẩm tiếp theo thì nhiều bác hỏi cái đồng hồ kẹp dòng này. Đấy thì hôm nay về các bác cái đồng hồ kẹp dòng loại to nhá, báo giá luôn là 240.000 một cái bộ đồng hồ kẹp dòng loại to này, và bao ship tận nhà luôn. Hàng này thì hàng của Kabushi. Đấy, hàng của Kabushi. Kabushi thì một thương hiệu chuyên về đồ kim khí cho anh em, chuyên cho anh em thợ thuyền sửa chữa rồi, rất là chất lượng luôn. Đây, một cái bộ sản phẩm nhá, sẽ gồm có là một cái thân đồng hồ này. Đấy, có thể kẹp dòng các bác đo nhá. Đây, phần kẹp đây, phần kìm kẹp này. Đấy. Rồi là màn hình hiển thị LCD này, có 3 rắc coi nhá, 3 rắc cắm này. Có kèm các bác là dây dây này, đây, dây 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 kẹp này, dây dây dẫn này. Đấy, rồi là có pin luôn nhá, có pin đi kèm luôn, các bác không cần phải mua thêm pin, có pin luôn rồi. Đấy, pin 12V. Quá ok luôn. À, pin này pin 9V đúng không ạ? Pin 9V. Đó. Đầy đủ luôn, full combo bộ sản phẩm này là 240.000 nhá. Và em nói luôn là cái đồng hồ này anh em là đồng hồ loại to nhá, đồng hồ loại to chứ không phải đồng hồ loại nhỏ đâu. Bình thường là thị trường đang bán cái những cái đồng hồ loại nhỏ ấy, còn bên em đang bán là cái đồng hồ loại to luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 240.000 thôi. Đây, lắp pin vào cho bác coi này. Con này thực ra thì bác nào mà chuyên về đồ điện là thứ gì thì các bác rõ hơn, chứ em thì cái đồ điện này em nhiều khi em cũng hơi bị tầm tì. Đấy. Đây em lắp pin vào em cho bác coi về cái phần màn hình thôi. Số má hiển thị to rõ ràng nhá. Đấy, rồi là có cái phần dây, dây thì về các bác cắm là xài thôi. Đấy, cái dây kiểm tra mạch các thứ này. Ở trên màn hình thì em các bác cùng theo dõi kỹ nhá. Đấy thì cái này em quay cho bác nào biết thôi, chứ còn thực ra em cũng em không rõ lắm về cái vấn đề điện này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có đo ví dụ như ôm này, rồi là DC này, AC này. Ôm biết các thứ DC AC này. Nói chung là đo cả kìm kẹp này. Đấy. Nói chung là đây em quay cho bác nhìn đây này. Ở đây nó có một cái nút hâu này. Đó. 500V này. Hàng của Kabushi nhá, mã của nó sẽ là K1987. 240.000 nhá. Cái màn hình em thấy là cái màn hình nó hiển thị số nó rất là rõ ràng này. Đấy, cái phần núm xoay nó cũng rất là trơn tru nhá. Cái núm xoay mà đến mỗi lần núm là nó kêu tạch 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 này. Đấy, nó xoay cũng rất là thích luôn, nghe rất là thích nhá. Đó. Đây. Ok luôn, kẹp ngon lành luôn nhá. Cái kìm kẹp rất là đều tay, vừa tay bóp rất là nhẹ nhàng nhá. Đó. 240k nhá, hàng là hàng loại to, hàng này là có kèm pin cho bác luôn nhá, có kèm cả pin đầy đủ luôn. À, về chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Có kèm cả pin, kèm cả cái túi đựng nhai luôn này. Đấy, bên công ty người ta làm cho bác rất là cẩn thận nhá. Đây, kèm cả một cái túi đựng nhai, và bên ngoài thì là hộp của nó. Đó thì nói luôn bác là đồng hồ này là đồng hồ loại to. Đấy, để các bác tránh tình trạng nó bị nhầm sang cái đồng hồ loại nhỏ nhá, vì bên em không bán loại nhỏ, bán luôn cho bác loại to để các bác dùng luôn. Đấy, thêm cho bác chút tiền vào các bác mua cho nó dễ. Cái đồng hồ to này đôi khi là đo nó đa năng hơn. Đấy, thì 240.000 một chiếc nhá, đồng hồ kẹp dòng loại to. Đấy, 240k bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất là bình dân thôi. Đấy. Đúng xoay rất ok. Đấy, có pin biếc đầy đủ đi kèm là 240k đồng hồ kẹp dòng nhá. Có cả đo AC DC nữa rồi. Đấy, đo ôm đo yếc đầy đủ đo. Đo em đọc qua thì nó đo cả thông mạch này, rồi đo cả diốt các thứ này. Đấy. Nói chung là các bác nào chuyên về kỹ thuật điện này các bác nhìn thấy các bác biết rồi. Đó. Rồi. 240k nhá, 240k bao ship tận nhà luôn, đồng hồ kẹp dòng loại to. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ dao Gunbo Nhật 7 món nhá. Báo giá bác luôn là 750.000 một bộ này. Đấy, giá này là giá công khai, và em nói luôn là bộ này là đối với cái giá này thì em bao giá thị trường luôn, cam kết là rẻ nhất thị trường, không có ai bán rẻ nha em. Nói luôn đấy. Bình thường là các bác cứ đi hỏi chán chê, hỏi thoải mái cho em đi. 1 triệu lên 900.000, nói thẳng luôn, không phải là có giá 750 đâu. Đấy. Lãi chút ít, lãi tình cảm các bác thôi. Nên là nhà em bán cho các bác với mức giá nó quá là ok luôn. Bộ này thì về các bác dùng thì quá ok rồi. Đấy, bác nào mà có điều kiện thì nói chung là nên mua những cái bộ như này.
Đấy, hàng của thương hiệu Gunbo của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn, mới keng beng luôn. Nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện như này, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đóng gói rất kỹ càng nhá, hộp đựng dao này. Đây là cái đế cài này, đóng cực kỳ cẩn thận luôn nhá. Đây. Con này đế cài của nó thì đế cài inox nhá, đế cài inox luôn. Quá xịn này, đóng gói kinh khiếp luôn. Đóng gói này, đóng gói. Đóng gói là không có gì phải chê cả các bạn. Đây là cái đế cài nó ụt, cái đế nặng giá mà. Đây, logo Gunbo này, đây là cái đế cài nhá, đế cài này. Đó. Tiếp theo bên trong thì là dao, đây là cái hộp đựng dao này. Hộp đựng dao nặng trịch luôn. Giá mà. Đây nhá, sẽ có đầu tiên sẽ gồm là một cái cây kéo này. Một cây kéo này có logo Gunbo này, đấy, một cây kéo sắc bén. Cây này các bác cắt gà vịt thịt xương, cá mú thứ cho em ok luôn. Đây. Đấy không? Quá ok luôn. Đây, đấy, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài này. Đây một cây liếc mài. Đây cây cái liếc mài, dao mà nhụt thì các bác cho đây các bác liếc qua cho em cái sắc luôn. Đấy, đây. Đấy, lúc nào mà dùng thì các bác bỏ luôn đây này. Đấy, cắm luôn đây này. Đây còn em bày đây để em quay cho bác coi. Con này thì là một cái con dao vừa lọc vừa thái này. Con này vừa lọc vừa thái nhá, con này vừa lọc vừa thái. Con này đây, logo Gunbo này. Logo Gunbo nhá, Joskin Japan này thấy không? Joskin Japan. Tay cầm làm vân chống nhân trượt này, hàng đúc liền thân luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Test ra ra coi luôn. Dòng Gunbo này các bác yên tâm về chất lượng đi. Không cần phải nghĩ luôn. Các nhìn không? Dã man luôn. Đây. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá, cẩn thận em nhá. Các bác cầm cũng cẩn thận nhá. Đấy, không phải chửi cái thằng bán dao, mẹ nó bán dao sắc thế. Đây cái nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man. Nói chung là bộ này em bán nhiều rồi, nhưng mà có cái là gần Tết em mới bán thôi, chứ còn đợt giữa năm thì bán cho các bác thì thực ra các bác hơi ít mua, nên là chủ yếu bên em bán cuối năm để các bác dùng Tết thôi. Đây con này còn hoa quả này, con này thì cũng không sắc không kém gì con kia luôn. Đấy, con hoa quả này thì cũng quá là sắc luôn. Các nhìn này, da nó phải như này, ấy kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là một cái bé này, bé vừa chặt vừa thái này, rồi là vừa làm đủ các kiểu đây. Đấy, vừa chặt vừa thái vừa băm này, chặt nhẹ là ok. Đấy. Cái con này tay cầm thiết kế cái phần tay cầm rất là to, cầm nó rất là vừa tay nhá. Đây dao thái chết lắc coi, à dao chặt nhá. Dao chặt này. Các bác nhìn dao chặt này. Kinh khủng khiếp. Dao chặt mà nó còn hơn cả dao thái luôn nhá. Dã man luôn này. Đấy, kinh. Đấy, con này là con chặt nhẹ này. Tiếp theo là một con chặt chuyên chặt nhá. Con này thì chuyên chặt rồi. Con này chuyên chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, các bác dùng con này chưa? Đấy, con này thì rất là to. Con này rất to. Đấy, chặt gà, vịt, thịt xương đây. Tét cho các bác con chặt này, các bác cũng choáng luôn này. Đây, còn những con chặt này. Con chặt tét nó như này thì. Đấy, con chặt này. Đấy, thực ra dao chặt thì tét giấy nó hơi khó, nhưng nói chung là nó đã khía được giấy này thì nó cũng rất là sắc rồi các bạn. Đấy, rất là sắc rồi. Đấy, đây. Đường giấy đi rất ok luôn nhá. Đây, đấy con này chuyên chặt nữa nhá. Đấy, tổng quan một bộ này sẽ gồm có là 7 món thôi nhá, 7 món này. Em đếm lại các coi nhá. Đầu tiên là một cái giá đỡ này. Tiếp theo là một cái kéo là 2 này, một cái cây liếc mài là 3 này. Một con dao nhỏ con hoa quả là 4 này, một cái cây vừa lọc vừa thái là 5 này. Một cái cây chặt băm nhẹ là 6 này, một cái cây chuyên này chặt là 7 này. Đấy, tổng quan bộ dao Nhật 7 cây nha. Với mức giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn. Nói chung là cái mức giá này bên em bao giá thị trường luôn. 750.000 bộ nhá, 750.000 bộ và em bao ship tận nhà bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn nhá. Đấy, ưu đãi bao ship tận nhà bác luôn. Chỉ có 750.000 trong một bộ dao Nhật 7 món nhá. Đấy các bác tội gì các bác không mua. Test cho bác rồi, từng con dao một các thứ luôn. Liếc mài kéo cũng ok luôn nhá. Đấy, không gì chê về con này cả. Quá sắc bén, các bác dùng bộ này cho em. Nói chung là bác nào có điều kiện nên mua bộ này nhá. Dùng cực kỳ ok. Bền chất lượng mà cái chất dao của nó thì không gì phải chê về dòng Gunbo rồi. Quá ok luôn nhá. Đấy, 750.000 nhá, 750.000. Bao ship tận nhà luôn, 7 món. Đấy, có cả giá đỡ đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc xài thôi, không cần mua thêm gì cả. Mình dùng là mình dắt luôn lên cái giá đỡ này. Nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn cái căn bếp nhìn nó sang trọng lịch sự này. Đấy, dắt luôn lên đây cho em. Dùng đến đâu là mình lôi ra đấy. Lúc nào dùng xong là mình rửa giấy mình dắt vào. Rất gọn gàng ok nhá. Đây. Đấy, khi nào mà dắt vào nó sẽ nhảy. Quá đẹp luôn này. Đấy, dắt vào nó sẽ nhảy. Bóng sáng đẹp luôn. Nói chung là cực kỳ ok. Đây nhá. Đẹp ok luôn. Chỉ có 750.000 thôi.
bao ship đến tận nhà bác luôn. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Đó, chốt đơn luôn các ơi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ dao của Đức nhá. Đấy, bác nào mà không thích dòng của Nhật thì có thể tham khảo dòng của Đức. Đấy, dòng của Đức thì nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 670.000 một bộ thôi. Và bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. Thì đây, bộ dao của Đức. Bộ này thì hàng của thương hiệu Winling. Đấy, logo hình hai thằng người. Thương hiệu này chắc là nhiều bác biết về cái thương hiệu này rồi. Rất là nổi tiếng rồi, chuyên về đồ nhà bếp của Đức thôi nha. Đấy, bộ này thì cũng nguyên hộp luôn. Đây, đổ cho bác coi. Đấy, đóng gói cũng y như bộ kia luôn. Bộ này nói chung là của thằng Đức này, nó đang cạnh tranh trực tiếp với thằng Nhật mà. Đấy, hai thằng nó đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đây, bộ này thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có một cái giá đỡ này, cũng 7 món như bộ kia. Đấy thì bác nào mà kinh tế nó gì, kinh tế nó gọi là thấp hơn một chút thì mình có thể tham khảo bộ này nhá. Đây, logo nổi Winling nha. Đấy, cũng inox 34 nhá, giá đỡ này. Tiếp theo thì đến cho bác là cái khay đựng dao. Đấy, đóng gói hơn cả kỹ nhà ông Nhật luôn. Dính chiếc các kiểu. Đây. Đấy. Đây là combo này. Quá thể luôn. Đó. Rồi, đầu tiên thì đến luôn cho bác là một cái cây kéo này. Đấy, cây này thì cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương thì cực kỳ ngon này rồi. Đấy, đây, logo Winling nhá. Made in Germany này. Đấy, có logo dập chìm trên sản phẩm luôn. Cực kỳ chất lượng. Con này là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt xương, cắt nhà bếp này. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài nhá, một cây liếc mài. Đây, cây liếc mài. Quá ok luôn. Đấy, bác nào mà dao nhụt thì các bác lấy cái liếc qua một chút nhá. Đây, cắm luôn này. Đấy. Cắm luôn đây. Tiếp theo thì là một cái cây dao thái. Cái này thì cũng để chuyên để lọc thái nhá, chuyên lọc thái. Chuyên lọc thái này. Logo Winling này. Đấy, logo Winling. Đây, made in Germany nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Con này chuyên lọc thái nhá. Con này lọc thái thì cực kỳ chất lượng. Hàng cũng bao sắc lắm luôn đây. Cho bác xem giấy này. Đấy, con này thì không phải chê rồi, dòng Đức thì quá chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá, đây. Dã man luôn. Đường giấy đi mịn mịn không nhìn này, đường giấy đi mịn mịn luôn. Ok. Đấy, dắt vào đây. Dùng xong các bác sắt đây. Cây này thì tiếp theo là một cái cây dao gọt hoa quả đây. Con này thì chuyên bác gọt hoa quả. Đấy, đây, chuyên bác gọt hoa quả này. Con này nhỏ nhỏ gọt hoa quả rất hợp lý luôn. Đó. Tiếp theo nữa thì là một cái cây dao chặt. Nói chung là bộ này thì nó cũng như kiểu bộ Đức thôi. À, bộ Nhật đúng không ạ? Đấy. Chặt thì nó sẽ có hai con, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng nhá. Đấy, em quay nhanh quá luôn. Đây, con này là con chặt. Con này con chặt nặng này, con này con chặt nhẹ này. Chặt nhẹ này nó sẽ mỏng một chút. Con chặt nặng nó dày hơn. Đấy, nói chung là hai con chặt, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng, một con vừa băm vừa chặt này. Đây, đó. Logo Winling này, cực kỳ xịn ngon lành nhá. Đó đây. Đấy, dùng xong rồi các bác cho vào cái giá nha. Đấy. Tổng quan bộ sản phẩm đây, bộ này thì sẽ có giá là 670.000 thôi. 670.000 và cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Có đầy đủ cả giá đỡ thứ đầy đủ luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Đây, em bày ra đây một lần nữa nhá. Các bác coi từng món một luôn này. Đấy, quá uy tín luôn. Đây nhá. Sẽ gồm có cho bác là một cái giá đỡ này. Một cây kéo cắt và gà thịt xương cắt nhà bếp này. Một cái cây liếc mài này, một con dao gọt hoa quả này, một cái con dao lọc thái này, một con chặt nhẹ này, một con chuyên để chặt này, chặt nặng, chặt xương, chặt gà, vịt các thứ ok này. Đấy, tổng quan bộ này cũng 7 món, cũng như của bộ Nhật luôn, bộ này cạnh tranh trực tiếp với bộ combo Nhật này. Đấy. Thì bộ này sẽ có giá là 670.000 nhá, 670.000 cho một cái bộ dao Đức 7 món nha. Và bên em cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì các bác tham khảo ưng cái bộ nào thì các bác có thể chốt nhá. Đấy, em báo giá lại một lần nữa thì bộ Nhật thì sẽ có giá là 750.000 và bao ship nhá. Còn bộ của Đức thì sẽ có giá là 670.000. Đấy thì các bác cứ cân đối xem ưng cái bộ nào thì cứ báo nha. Thì nhà em sẽ chốt cho bác nhá. Đấy, bộ Đức 670, bộ Nhật 750. Đó. Là cái con thắt lưng. Đấy, hôm nay về được một lô thắt lưng hàng Mỹ nhá. Lô thắt lưng hàng Mỹ quá ok luôn. Hiện tại thì bên em về cho các bác được hai mã màu là mã màu nâu và mã màu đen. Đấy thì báo giá công khai bác luôn. Giá hiện tại bên em đang bán là 180.000 thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là thắt lưng da bò của Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, da thật 100% luôn. Cam kết các bác là da thật 100% và các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa đốt liếc cho em thoải mái luôn.
Đây, con này màu nâu rất đẹp này. Đấy, con này màu nâu. Con đâu, con màu đen rồi nhỉ? Đây con màu đen đây. Đây con này con màu đen này. Mặt thì nói chung là quá là ok luôn. Cái mặt này thì em lựa cái mặt này để nó dễ, các bác dễ sử dụng nhất, vì chủ yếu là tầm khách của em là toàn khách trung tuổi mà, nên là mặt này thì các bác rất là dễ dùng này. Đấy, mặt này nó không bị trẻ quá nhá. Đấy, nói chung là phù hợp với các bác trung niên. Đấy. Và mặt này thì em báo luôn thì mặt này nó là con lăn nhá, mặt là con lăn. Cái con lăn này hay của cái con lăn này là các bác không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là các bác có thể đeo vừa hay không. Mà các bác chỉnh cái con lăn này là nghĩa là bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết. Đấy. Nên là các bác yên tâm là bụng to bụng nhỏ là con này nó sử dụng hết này. Đôi khi là ví dụ như là những cái lẫy này, đấy, những cái lẫy hoặc là những cái khuy ấy các bác cài vào ấy là nó hay bị hụt. Ví dụ như bác nào bụng to quá thì có khi lại không tới, à nó lại bị thừa quá cái phần cái lẫy nên là các bác không cài được, cuối cùng cũng không thể đeo được. Hoặc là những cái bác nào bụng nhỏ quá thì lại không tới. Đấy, không tới được cái phần khuy. Đấy, nên là rất là dở hơi. Đấy thì em sẽ nhập cho bác về cái mã con lăn này. Cái con lăn này thì nó lại là không, nó không, thực ra nó không quan tâm đến là bụng to nhỏ, đều đeo được hết nhá. Bụng to bụng nhỏ là đều đeo được hết luôn. Đấy, không quan trọng kích cỡ. Đó, nói luôn là không quan trọng kích cỡ luôn, nên nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy thì con này là mặt con này là dây màu đen này, con này dây màu đen. Còn con này là dây màu nâu này. Đấy thì tại bên em đã có hai mã màu là màu nâu và màu đen, còn mặt thì nó giống nhau hết luôn. Đấy, mặt giống nhau hết luôn này. Mặt thì sáng choang như gương luôn nhá, soi gương luôn. À, giá công khai sẽ là 180.000 một sợi nhá. Đấy, dòng thắt lưng da bò, lên mã em sẽ là thắt lưng da bò. Hàng của Mỹ này. Đây. Made in USA nhá. Hàng này thì 100% da thật luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn nhá. Da thật 100%, cam kết bác luôn. Dùng cực kỳ ok. Cái này này con này là em đang dùng chắc khoảng tầm là 2 năm nay rồi. Em dùng chính bản thân em dùng của tầm 2 năm nay rồi. Nói chung là hàng này nó về số lượng ít lắm, nó không về được nhiều đâu các bạn. Không về được nhiều đâu. Mỗi lần về chắc được vài chục cái thôi. Đó thì lên mã em sẽ là thắt lưng da bò nâu hoặc là đen nhá. Đấy, 180.000 một sợi này các nhá. 180.000 một sợi này. Hàng của Made in USA. Đấy, bao chất bao xài bác luôn đây. Made in USA này. Đấy, Made in USA nhá. Quá uy tín luôn. Đó, thắt lưng da bò nâu màu đen 180.000 nhá. Thì các bác lấy màu nào thì cứ báo nha em nhá, để em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đấy, 180.000 một sợi thôi. Giá quá hợp lý luôn. Tiếp theo thì về luôn cho bác mã hàng, đó là cái con ví da khâu tay cũng của Mỹ nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái ví da khâu tay. Đấy, có hai, cũng hai mã màu luôn, là màu nâu màu đen. Và em báo giá luôn, giá sẽ là 140k cho một cái sản phẩm ví da bò khâu tay nha. Đấy, hai màu, màu này là màu đen này. Đấy, màu đen đây, màu đen đây các nhá. Con này thì 100% là hàng khâu tay, dùng cực kỳ ok luôn đây. Đấy, nó khâu hết viền này, khâu hết viền. Đấy, khâu hết viền nhá. Da của nó thì cũng là da nguyên miếng luôn. Made in USA. Đó, thấy rõ không? Made in USA. Rất nhiều ngăn nhá, thoải mái các bác đựng luôn. Đấy, ngăn trong ngăn ngoài này, các bác đựng thẻ này, đựng căn cước công dân, đựng giấy tờ này. Bên trong là các bác đựng tiền nong. Có cả một cái ngăn khóa luôn nhá. Đấy, có cả một ngăn khóa luôn. Hàng này em cũng dùng cùng với lại cái thắt lưng này kìa. Em cũng đang dùng cùng với thắt lưng này các bác nhìn này. Da của nó nguyên miếng luôn nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn. Hàng cũng 100% da thật nhá. Con này là màu đen này. Hàng của nó là nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này. Màu đen của đây em lấy cho bác còn màu nâu. Nói chung là các bác mua con này về yên tâm về chất lượng đi. Em bảo hành cho bác về da luôn, bảo hành 2 năm cho bác về da luôn nhá. Nếu có vấn đề ví dụ da chóc, da nổ cho các bác trả lại luôn, yên tâm đi. Đấy, chuẩn chỉ 100% luôn. Đây, con này con màu nâu, Made in USA nhá, quá ok luôn. Cực kỳ xịn này. Đấy, phần viền này nó đều được là khâu tay hết nhá. Đấy, khâu tay bo chắc chắn chất lượng. Đây em lấy cái con ví của em đang xài này. Đây các bác nhớ, cái này là em dùng khoảng tầm 2 năm nay này. Cái này thì các bác yên tâm là càng dùng nó càng bóng. Đấy, hay của cái sản phẩm da xịn là các bác cứ càng dùng nó càng bóng mà nó càng đẹp đây này. Made in USA nó vẫn còn tem này. Đấy, thẻ thiết ngân hàng vẫn còn nguyên nhá. Vẫn ngon lành luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác đựng thoải mái, ngăn thẻ rồi ngăn giấy tờ đầy đủ bác luôn. Đó đây. Khâu tay này. Đấy, càng dùng nó càng bóng nhá các bác nhìn bình thường này. Thì em không dùng này. Đấy, con này là mới, không dùng thì nó không bóng lắm như con này này. Càng dùng nó càng bóng, nó càng đẹp luôn. Đấy, hàng cứ bao chất bao xài bác luôn nhá. Hàng này thì hàng da thật 100% nên các bác yên tâm về chất lượng đi, dùng cực kỳ ok. Đấy, nói chung là bỏ ra với cái số tiền chỉ có 140.000 thôi mà xài nó chất lượng thì các bác nên mua. Các bác nên mua. Đấy, con này là con màu đen, con này là con màu nâu như các bác nhá. Đấy thì bên em đang bán đồng giá là hai mã này sẽ là 140.000 một cây nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái ví da khâu tay màu nâu màu đen nhá. Đấy, chỉ 140.000 thôi. Hàng bảo hành da cho bác luôn nhá. Bảo hành cho bác 2 năm về da luôn. Có vấn đề nổ niếc các thứ là bên em đổi bác luôn nhá. Đấy, vì cái sản phẩm này anh em cũng đã dùng và trải nghiệm rồi. Em thấy rất ok nên em nhập về để bán cho bác này.
Made in USA này. Đấy, hàng thì số lượng có hạn, nó không có nhiều đâu. Đấy, hàng số lượng có hạn này. Đây này, có cả ngăn khóa, ngăn đồ, có thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, ngăn khóa để các bác, cái ngăn trong này các bác đựng những cái tiền nong thứ rồi này. Đấy, ok luôn nhá. Đó, cực kỳ nhiều ngăn các bác đựng thoải mái luôn. Đó, ví ra nhá, 140.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Nên em sẽ cái bộ kéo cắt tóc nhá. Bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt tóc, cắt tai. Đấy, ok luôn. Một cái bộ kéo cắt tóc này sẽ gồm có bác là hai cây nhá, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa này. Hàng này thì của thương hiệu Kai có nhá, của thương hiệu Kai Japan. Đây của Kai. Đấy, Kai Japan này. Con này là con kéo cắt thường nhá, con kéo cắt thường. Ngoài ra thì có một cái cây là con cây kéo cắt tỉa này. Đấy, hàng này thì cứ bao chất đi, cho yên tâm về chất lượng dùng ok lắm. Đây. Đấy, con này con kéo cắt tỉa này. Đấy. Con này chuyên để bác tỉa tót này. Đấy, tỉa tót ok luôn. Hàng cũng của Kai Japan nhá. Hai cây nhá, một bộ là hai cây. Và có đi kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, chống sốc, chống bị vênh kéo thứ này, chống rơi kéo vênh kéo này. Đấy, một bộ hai cây này. Giá thì em báo giá luôn, lên mã sẽ sản phẩm là cái bộ kéo cắt tóc nhá. Cái bộ kéo cắt tóc. Bên em đang bán một bộ kéo cắt tóc này với giá sẽ là 140.000 một bộ nhá. Đấy, bộ kéo tóc nhá. 140k cho một cái bộ kéo tóc nha, chỉ có 140.000 thôi. Giá rất là bình dân luôn, 140k một bộ nhá. Là bao gồm là hai cây nhá, bao gồm là hai cây. Đấy, hàng của Kai. Bình thường các bác mua bình thường ở những cái quán thứ đang bán 500-600.000 bộ đấy. Bên em ôm lô được cái hàng này, thanh lý xả kho. Đấy, bán nhanh luôn, chỉ có 140.000 bộ thôi. Đấy, của thương hiệu Kai Japan nhá, bộ kéo tóc hai cây. Đấy, có đi kèm đó là cả một cái vỏ đựng này nữa các bác nhá. Vỏ đựng bằng da xịn sò ngon này luôn. Nhiều bác hỏi bên em còn bán tất chân không thì em báo luôn là còn không nhá. Còn tất chân còn rất là nhiều để phục vụ bác luôn. Đấy, hiện tại bên em đang có cái dòng tất chân của Nike này. Đấy, tất chân của Nike thì hiện tại bên em nó có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Màu đen màu trắng thì các bác cứ lấy màu nào thì báo nha, bên em sẽ nhặt cho bác màu đấy. Đấy, báo màu trắng lấy màu trắng, báo màu đen lấy màu đen. Bán thì bên em sẽ bán theo lỗ nhá, bán cả một lỗ luôn không tách lẻ nhá. Bán cả lỗ luôn không tách lẻ thì bên em đang bán là một lỗ 10 đôi nha. 10 đôi tất Nike nhá. 10 đôi thì sẽ có giá là 90k nhá, chỉ có 90k thôi, tính ra là vào có 90.000 một đôi. 9.000 một đôi. Bình thường là các bác ra quán xá là người đang bán là khoảng tầm 15 đến 20.000 đôi luôn đấy. Đấy, nhưng bên em đang bán là chỉ có 90.000 thôi. Dòng tất của Nike. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi. 85% của nó là cốt tông, đi cực kỳ là mát và thoáng chân luôn, đi không bị hôi chân nhá. Đấy, đi không bị hôi chân đây. 85% là cốt tông này. Đấy, đi không bị hôi chân, không bị thối chân nhá, đi rất là mát, thoáng. Đấy, và cũng đủ cái độ dày để giữ ấm đôi chân bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, bên ngoài này, cái đường tất nó rất là mịn này. Đó, rất là mịn luôn nhá. Logo Nike này. Con này là dòng tất cao cổ nhá. Nó đi qua, nó đi lên thì nó sẽ quá mắt cá chân một chút các bạn. Đấy, quá mắt cá chân một chút. Lên mã em sẽ là sản phẩm là lố tất của Nike 10 đôi. Đấy, lố tất 10 đôi của Nike. Thì đang có giá là đi 90k một lỗ nhá, 90k một lỗ. Thì hiện tại em đang có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, thì các bác lấy màu nào thì báo nha. Màu đen, màu trắng, bán đồng giá là 90.000 cho một lỗ nhá, bán cả một lỗ luôn. 90.000 một lỗ 10 đôi. Đấy, 90k một lỗ này. Một lỗ 10 đôi sẽ có giá là 90k cho một lỗ nhá. 90k một lỗ thôi. Giá rất bình dân. Nói chung là các bác mua cả lỗ về mình dùng xài cả năm. Đấy các bác, Tết nhất nơi rồi. Mình mua về, đấy Tết nhất mình đi ok luôn nhá. Đấy, rồi các bác mua về mình đi ở nhà thứ giờ đi nó ấm chân. Đấy, đang mùa đông lạnh lẽo các bác đi nó ấm chân này. Sản phẩm tiếp theo đem lên luôn cho bác mà đó là cái cây kéo văn phòng, lên mã sẽ cây kéo văn phòng nha, em báo giá luôn. Đấy, hàng con này hàng của Asaka Japan, lên mã sẽ cây kéo văn phòng. Kéo văn phòng thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30k nhá. 30k cho một cây kéo văn phòng này, 30.000 một cây. Cái cây này thì các bác cắt rất là ngọt ngào. Đấy, mua về cho cháu nhà mình cắt giấy cắt tờ này, rồi các bác mua về để cắt giấy, cắt bưu thiếp, cắt giấy tờ rất ok, chuyên dùng để dùng cho các bác văn phòng nhé. Chuyên dùng cho các bác văn phòng. Đấy, phần lưỡi kéo nó rất là dài. Đấy, đây Asaka Japan chữ dập chìm thân này. Đấy, dòng thép SK5 nhá, cắt thì cứ bao sắt bao xài các bác đi. Đấy, cắt cực kỳ ok đây, các bác nhìn cắt này. Đấy, thấy không, cắt rất ngọt nhá. Đấy, đặc biệt là bác làm văn phòng cắt giấy tờ các thứ bìa bổng là ok luôn này, rất ngọt ngào nhá. Đấy, thấy không, quá ok luôn. Đấy, ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, lên mã em sẽ mở lấy cái cây kéo văn phòng nhá. Bên em đang của bác là 30.000 một cây nha, 30k cho một cây kéo văn phòng nha. Hàng của Asaka Japan, hàng này hàng mới nguyên vỉ luôn nhá, mới nguyên vỉ luôn, cực kỳ ok luôn đấy. Đấy, 30.000 một cây.
Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây nhíp kẹp này. Nhiều bác hỏi là bên em còn cái cây nhíp kẹp không, thì em nói luôn là bên em còn rồi nhá, còn, và giá thì cũng rất là tốt, giá này còn bán lại tình cảm thôi. Lên mã em sẽ cái cây nhíp kẹp nhá, nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này thì sẽ có giá là đi 15k một cây nhá, 15k cho một cây nhíp kẹp này, chỉ có 15.000 thôi, giá nó rất là bình dân. Đây, một cây nhíp kẹp dùng rất ok luôn. Đấy. Cái hay của cây nhíp này thì nó là cái phần đầu nó rất là nhọn này. Đấy, cái phần đầu rất là nhọn nhá, cái đầu nó nhọn nhọn hơn cả kim luôn. Đấy, nên là ví dụ như là những cái chi tiết nhỏ, những cái chi tiết nhỏ như là linh kiện hay thứ gì là con này nó có thể gấp thoải mái này. Đây này. Về tút này, hàng này hàng của hãng luôn nhá, hàng hãng luôn đấy. Đây ví dụ như là những cái sợi này rất là nhỏ nhỏ này là con này có thể gấp luôn này. Đấy không? Đấy, gấp luôn nhá, ngon lành luôn. Đấy, những cái sợi nhỏ nhỏ đúng như sợi tóc cũng có thể là gấp ok luôn. Đây. Đây thì em lấy cho bác những cái mảnh mảnh nhỏ các bạn này. Đây ví dụ như là một cái mảnh nhỏ nha các bạn này. Đấy, một cái mảnh nhỏ nó nhỏ tí như kiểu là cái linh kiện điện tử này thì cũng có thể gấp ngon này luôn nhá. Đây con thấy không? Đấy, gấp ngon này một cách ngon này luôn. Đó, về các bác dùng để bác nào hay làm đồ điện tử rồi hay cần một con nhíp này để các bác gấp chân linh kiện, gấp những cái con linh kiện nhỏ nhỏ xíu này, các bác hàn hiếu thứ rồi thì các bác có cái này các bác cố định rất tiện dụng luôn nhá. Rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. Đấy. Và các bác dùng cũng nên cẩn thận nhé, vì cái phần đầu rất là nhọn này. Đấy, trong may nó có đâm xước sát rất là nguy hiểm nhá. Đấy thì em cũng nói luôn là cái phần đầu rất là nhọn luôn. Đấy, nhưng mà bù lại thì cái đầu nhọn này thì các bác sẽ gấp được nhiều những cái đồ vật, nhiều những cái chi tiết nó nhỏ nó dễ. Đấy. À, con kẹp nhíp của Vtut nhá. Đấy, con kẹp nhíp này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 15k một cây nhá, 15k một cây thôi. Đấy, 15.000 một cây kẹp nhíp này. Về các bác sử dụng để gấp linh kiện các thứ rồi, sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. 15k nhá, một cây kẹp nhíp 15k. Sau tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn USB này. Lên mã em sẽ là cái cây đèn USB nhá. Đấy, lâu lắm thì cái cây này nó với lại có hàng trở lại này, nhiều cũng nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, cây đèn USB. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái cây đèn USB nhá. Đèn USB. Đấy, đèn uốn dẻo nhá. Cái cây này nó có uốn dẻo được rất hay. Đấy, đèn uốn dẻo USB. Giá của nó thì chỉ có là đi 30k một cây thôi, 30.000 cho mỗi cây đèn uốn dẻo USB nha. Đấy, con này nó có thể uốn dẻo được rất là tiện dụng luôn. Công suất sẽ là đi 1.5W này. Đấy, và điện của nó, cái điện dùng, điện nguồn của nó sẽ là điện nguồn 5V nhé. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là những cái cục sạc dự phòng mà nó có cái cổng nguồn 5V nha, là các bác có thể cắm được này. Đây em sẽ lấy bác coi. Cái con đèn này thì chuẩn nó hay gọi là cái đèn uốn dẻo hoặc là cái đèn di động. Đấy, và nó sử dụng cái nguồn là cái cổng nguồn 5V, nó có thể uốn éo các hướng này, rất tiện dụng luôn nhá. Ánh sáng là vừa đủ để cho bác đi học tập làm việc, ví dụ như các bác làm việc di động mình không điện đó mà thứ không có thì mình có thể mua con này về. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của nó là cái nguồn 5V. Đấy, cắm vào cục sạc phòng. Đấy, cắm vào nhá các bác nhá. Đấy, cắm vào. Đấy là đèn nó sẽ lên này. Cái con này thì ánh sáng nó sẽ ánh sáng màu vàng, ánh sáng trung tính nhá, ánh sáng trung tính. Đấy, đây là các bác có thể là học tập làm việc cho em thoải mái. Nó nhiệt độ màu nó rơi khoảng tầm là đi màu vàng này chắc nó rơi khoảng tầm là đi 3.000 đến 4.000 cao nhá, 3.000 4.000 cao. Đấy, ánh sáng hỗn hợp cả trắng cả vàng này thì rất là phù hợp để cho các bác sử dụng học tập làm việc rất ok luôn. Đấy, cái độ sáng của nó là vừa đủ nhá. Đấy, độ sáng nó là vừa đủ luôn. Đấy, để các bác học tập làm việc rất ok. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ sản phẩm là cái con đèn USB hoặc là đèn uốn dẻo USB nhá, đèn uốn dẻo USB. Đấy. Thì giá của em đang gửi là chỉ có 30.000 một chiếc thôi, 30k. Đấy, rất ok luôn. Đây này, cái phần chân nguồn của nó sử dụng cái nguồn là cái cổng USB này. Đấy, về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là ví dụ như là có cục sạc dự phòng này, các bác cắm vào. Đấy. Cái điện nó hết ít lắm, cái điện nó điện áp nó chỉ có 1.5W thôi nên nó rất là tiết kiệm điện. Đấy. Mà bác nào gọi là không cần ánh sáng quá nhiều, còn ánh sáng vừa vừa thôi thì các bác có thể tham khảo sản phẩm này. Đấy, vừa rẻ vừa đẹp mà đủ nhu cầu mình dùng, mà thứ hai là nó xài không bị tốn điện đâu nhá. Đấy, mà cái giá thành hợp lý, nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30k. Lên mã em sẽ được sản phẩm cái cây đèn USB hoặc là đèn uốn dẻo USB nhá. Đấy, đèn uốn dẻo USB. Anh em đang bán một cái cây đèn uốn dẻo USB này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k. Đấy, 30k nhá, 30k trong con đèn USB nha. Bút lông Thiên Long thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Hiện tại đang có hai mã là mã màu đỏ và mã màu xanh. Đấy, thì các bác lấy mã nào thì các bác cứ nha. Đấy, thì bên em sẽ báo giá luôn. Đang bán một cái hộp 10 bút nha, với giá sẽ là đi 50k nhá. Còn nếu các bác mua lẻ thì bên em sẽ bán lẻ theo hình thức là 3 cây một nhá, 3 cây. 3 cây bút thì sẽ có giá là 20k. 3 cây bút là 20k. 3 cây bút lông dầu thì sẽ có giá 20k, còn nếu các bác lấy cả hộp 10
10 cây cơ nhá, 10 cây thì sẽ có giá là đi 50k nhá. Đấy, nói chung là lấy cái hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Đấy, còn tùy nhu cầu. Đây cái bút này em cũng bản thân em đang dùng, em đang viết. Đấy, mực ra rất là đều, rất ok nhá. Cái này bán nhiều mà cũng nhiều bác hỏi lắm. Đấy, nhiều bác hỏi, nhiều bác thích viết cái những bút này. Đấy, nó cầm nó to tát này. Đấy, con này là màu đỏ này. Đấy, con này là con màu xanh này. Đấy, dòng bút này bút của Thiên Long nhá, bút bút của Thiên Long nên là cũng yên tâm. Đấy, bút của Thiên Long. Đó. À, màu xanh nhá và màu đỏ nhá thì sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo combo là 3 chiếc một. Cả một cái hộp 10 chiếc bút lông dầu nha thì sẽ có giá là 50k. Đấy, và nếu mà các bác mua lẻ 3 bút một nhá. 3 bút một thì bên em đang bán là 20k cho combo là 3 chiếc bút nhá. Đấy, tùy nhu cầu mình có thể mua lẻ là 3 cái hoặc mua cả một hộp 10 cái về xài dần. Nói chung là em theo em là các bác nên mua 10 cái một. Bình thường là em ra cửa hàng hiệu người đang bán một cái hộp như này nữa rơi khoảng tầm là có những cái chỗ người đang bán 100.000, có những chỗ người đang bán ít cũng phải 8-90.000 hộp luôn, thật luôn. Không phải là có giá 50.000 đâu, giá 50.000 giá rất là tốt luôn đấy. Okay. Hàng của hiệu Osaka Japan nhá, dòng Basen Inox. Đấy, một bộ này thì em báo giá luôn. Giá tại vì em đang bán một cái bộ Basen Inox này với giá chỉ có 110.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ Sen Inox nhá, Sen Inox. Đấy, đang gửi bác là 110.000 bộ này. Đấy, một cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho bác đầy đủ như sau. Đầu tiên sẽ gồm có là một sợi dây này, dài 1,5 m nhá. Dây sẽ là dây inox, dây chống cập, chống rối, chống gãy này. Đấy. Tiếp theo cho bác là một cái bát sen inox rất dày nhá, nhìn này. Đấy, inox rất là dày luôn. Đó, inox cực kỳ dày. Cái gen này của nó sẽ là gen 21 nhá. Đấy, gen 21 SU304. Cái này thì 100% inox, các bác cứ nhận hàng kiểm tra test 5 châm cho thoải mái luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, sáng bóng ok luôn. Đấy. Tiếp theo nữa thì là đi kèm thêm cho bác nữa là một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ đi kèm. Đấy, giá đỡ cũng bằng inox luôn nhá. Giá đỡ bằng inox luôn. Và có kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn không nhá. Đấy, có kèm thêm cho bác là cả vít nở này luôn. Để về các bác chỉ việc là khoan lỗ, sau đó các bác bắt cái giá đỡ này vào và các bác kết nối với cái bộ sen này với nguồn nước và các bác sử dụng thôi. Rất ok. Riêng những cái sản phẩm mà dòng sen inox bên em bán thì cực kỳ nhiều rồi. Đấy, có những bác lấy đến khoảng tầm 20 bộ luôn. Đấy, bác nào hay đi làm công trình chắc bác biết về cái mã sen inox nha em. Cực kỳ chất lượng và nói chung là không gì phải chê về cái bộ sản phẩm này. Đấy, bán siêu nhiều luôn nhá. Thì hôm nay tiếp tục hàng về. Bác nào bữa trước chưa mua được, đấy, chưa chốt được thì hôm nay các bác vẫn còn nhu cầu thì bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Số lượng hạn không nhiều đâu, chắc khoảng tầm vài chục bộ thôi. Đấy, không nhanh lại hết đâu các bạn. Đấy, bữa trước cực kỳ là nhanh hết luôn, về chỉ có trong vòng một video lên cái hết sạch luôn. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bác nào chưa tranh thủ hôm nay chốt nhanh luôn nhá. Một cái bộ sản phẩm bao gồm là đầy đủ full combo từ giá đỡ này, ốc vít này cho đến dây dẫn nguồn này, rồi là bát sen đầy đủ một bộ này, về là các bác lắp đặt và là chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Nhỏ từ những con ốc vít đi là có đầy đủ hết luôn nhá. Với giá là sẽ là 110.000 bộ này nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ sen inox hàng bãi Nhật nhá, của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, inox 100%, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em. Đấy, test 500 cho em thoải mái nhá. Inox là từ đầu đến chân luôn, từ dây này cho đến bát này cho đến giá đỡ thứ là 100% bằng inox 304 luôn nhá. Đấy, 110.000 bộ thôi. Giá nó cực kỳ là phải chăng mà sản phẩm dùng rất ok luôn đây. Các bác cùng ngắm lại em nó này. Nói chung là siêu phẩm luôn, cực kỳ đẹp mà nói chung là cực kỳ chất lượng. Dùng con này thì các bác yên tâm là dùng thì siêu bền được, chắc là dùng cả vài chục năm luôn. Đấy, hàng bãi Nhật thì cứ yên tâm về chất lượng nhá. Quá ok luôn. Đầy đủ full phụ kiện là 110.000 một bộ đâu nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ sen inox nhá, 110k một bộ này. Đó. Sau tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con mã dao chặt C2. Lên mã em sẽ là cái cây mã dao chặt C2 này, tiếp tục hàng về nhá. Cây mã dao chặt C2 này thì em báo giá luôn. Đấy, hôm nay em cũng lên về cái lô này, lô mới, em cũng thanh lý xả kho luôn bác. Lên mã em sẽ là cân dao chặt C2, bữa trước đang bán là 170.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá vô cùng là tốt luôn. Giá sẽ chỉ còn là 140.000 nha, 140k cho một cái con dao chặt C2 này, chỉ có 140.000 thôi. Một con dao chặt, con này nó của thương hiệu Seki. Đấy, Seki Japan nhá, Seki Japan. Con này các bác chặt thì nói chung là chấm hết thì không gì phải chê cả luôn. Đây, Seki Japan chữ dập chìm thân này, hàng made in Japan. Đó, chữ trên thân luôn nhá. Hàng của nó thì sẽ là hàng sống dao liền thân. Các bác dùng những con sống dao liền thân này, các bác dùng nó rất là chắc chắn mà dùng yên tâm, dùng nó bền. Đấy, mà khi mà các bác chặt nó yên tâm, không lo bị long chui long cán nhá. Hàng sẽ là tay cầm ốp gỗ 3 đinh tán nhá, ốp gỗ 3 đinh tán luôn, cực kỳ xịn sò con này, liền thân luôn. Đấy, lưỡi bản lưỡi rất to, các bác chặt rất đầm tay. Đấy, đặc biệt là cho chị em phụ nữ cầm con này rất là vừa vặn này. Đấy, con này nặng khoảng tầm 5 lạng nhá. Đấy, chị em phụ nữ cầm này rất là vừa. Hàng này cứ bao sắc bao sáng luôn đi, chặt thịt gà thì vịt thịt
xương xương sáu thứ ok cho em luôn. Đấy, nói chung là chuyên dùng để chặt nhé, chuyên dùng để chặt mà đặc biệt là dùng cho các chị em phụ nữ, con này cầm rất vừa tay luôn. Đó. Lên mã em sẽ con dao chặt C2 nhá, dao chặt C2 hôm nay em xả kho bán nhanh luôn, giá chỉ có 140.000 một cây thôi, 140.000 một cây. Cái bản lưỡi nó khá là to nên các bác chặt nó rất là ok. Đấy, chặt nó rất là đầm, nói chung cầm rất đầm tay nhá. Đây. Đấy, có phần lỗ đeo này, ok luôn. Đấy, con dao chặt C2. Đấy, các bác mua về sử dụng đợt cuối năm này, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Con này là dòng thép SK5 nhá, dòng thép không gỉ nên là các bác dùng rất là yên tâm, sạch sẽ, an toàn, ok. Đó, dao chặt C2 nhá, của thương hiệu Seki Japan, Made in Japan. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác một cây này với giá chỉ có 140.000 một cây thôi. Bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng bao sắc bác luôn, sắc bén lắm. Đấy, lưỡi dao rất là sắc luôn nhá. 140.000, giá quá tốt luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ thớt chậu này, cái bộ thớt chậu cái này về vừa có thớt vừa có chậu luôn. Về các bác sử dụng ở nhà gia đình nhà mình, hoặc các bác đi chơi đi cắm trại là các bác không muốn mang nhiều đồ quá thì các bác mua cho em cái thớt này về rất tiện dụng luôn. Đây, một chiếc thớt nhá, hàng mới treo nha. Nó bình thường nó sẽ thành một chiếc thớt này để các bác có thể thái thiếu thứ vào đây, ok. Còn bình thường nếu mà các bác muốn thành chậu thì có ấn nó xuống này. Đấy, ấn nó xuống. Chỉ đây nó có phần silicon, đấy, nó sẽ co giãn ra thì nó sẽ thành một chiếc chậu nha, để các bác có thể rửa ráy các thứ này. Đấy, ok luôn. Và sau khi mình rửa xong thì mình có thể tháo cái này ra để mở nó chảy hết van nước ra. Và khi nào mà chảy xong thì mình có thể là chuyển về trạng thái cái chậu được, các bác ấn xuống này, là ấn lại này. Đó, là ấn lại là nó sẽ phẳng thành một chiếc thớt này, có nhá. Đấy, vừa chuyển đổi từ chậu thành thớt là ok luôn. Có phần móc đeo, đấy, sử dụng gia đình này. Rồi các bác đi chơi đi du lịch picnic giờ mình không muốn mang quá nhiều đồ cồng kềnh thì các bác mang cho em cái con này đi. Combo 2 trong 1 luôn, vừa thớt vừa chậu nhá. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái cây thớt chậu. Đấy, với giá sẽ là đi 60k nhá, 60k cho một chiếc thớt chậu này, chỉ có 60.000 thôi. Đấy, khá là to tát, chắc chắn dày dẫn nhá. Mà nó rất là tiện dụng đa năng. Nói chung một cái sản phẩm rất là thông minh, sử dụng gia đình nhà mình các thứ này. Ok luôn. Ấn xuống cái là nó sẽ thành cái chậu và các bác đẩy lên thì nó sẽ thành cái thớt, có thế thôi. Đấy, bộ thớt chậu nhá. Vừa thớt vừa chậu 60.000 một chiếc. Thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, súng mồi lửa thì đợt này cũng đang được cái mức giá rất là tốt, chỉ có 20.000 một cây thôi. Đợt này bên em cũng đang xả kho sản phẩm này đấy có nhá. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Súng mồi lửa này đang giảm giá xả kho chỉ còn có 20k một cây thôi. 20k cho một cái cây súng mồi lửa nhá. 20k một cây. Dùng rất ok luôn. Đấy. Một cây súng mồi lửa nhá. Về các bác dùng để mồi bếp này, rồi là các bác để lên ban bàn thờ mình có đốt hương đốt nến cũng rất là tiện. Bình thường là các bác hay về dùng những cái bật lửa ấy, mà ở những cái chỗ mà xa các bác không thể với được, như con này này, nó dài khoảng tầm 30 cm. Đấy, những cái chỗ ở xa các bác vẫn có thể bấm ra các bác với lên này, hoặc là những cái chỗ ở trên cao mình có thể thò lên mình đẩy lên mình với lên mình bật. Đấy, những cây nến nó cao rồi là hương nhiếc các thứ là các bác để lên ban bàn thờ. Mà con này rất là to, đặc biệt là bác nào người già ấy, đôi khi các bác cầm những con bật lửa nó rất là khó tìm. Đấy, thì các bác mua cho em mấy cây này về, nó rất là to, dễ tìm, dễ sử dụng, mà nó thao tác rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải bật cật quẹt những con kia cả. Con này chỉ việc bấm cái này, bấm cái là lên, có thế thôi. Có ga sẵn hết rồi nhá, có ga sẵn hết rồi, về các bác chỉ việc xài. Còn nếu mà khi nào mà hết ga thì mình có thể là mình mang ra tiệm mình bơm, hoặc nhà các bác có sẵn ga thì mình cứ cho vào cái lỗ này các bác bơm này, nó có một cái lỗ ga trong này, có lỗ ga trong này, các bác cho vào đây các bác bơm rất ok luôn. Chỉ có 20.000 thôi có nhá, giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ là cây súng mồi lửa nhá, cây súng mồi lửa 20k cho một cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng đó là cái vòng gỗ đeo tay. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay hiện tại em đang bán bác là giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay này. Đây, co giãn này, đấy, rất ok luôn. Có thể là đeo vào tay, đeo vào cổ thứ này, đấy, làm vòng thời trang rồi là làm vòng phong thủy cũng ok luôn nhá. Đấy, chất liệu bằng gỗ rất là thơm luôn, đeo rất là đẹp đây. Đấy, đeo rất là đẹp luôn, ok nhá. Cái vân gỗ của cái hạt nó thì rất là đẹp này. Đấy, vân gỗ thì rất đẹp. Và cái sản phẩm này thì cái phần chun của nó này, đấy, cái chun nó co giãn, các bác có thể đeo vào tay, đeo vào cổ thứ rồi, đeo ok luôn. Rồi là làm vòng phong thủy, vòng lần hạt, ok luôn nhá. Hàng mới đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, thì mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đây, mua về làm quà, biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự luôn. Giá tại em đang bán một cái hộp vòng gỗ đeo tay này với giá chỉ có là đi 40k thôi, 40k. Lên mã cho cái vòng gỗ đeo tay đang gửi bác là 40k có nhá, 40k cho một cái chiếc hộp vòng gỗ đeo tay nha, là bao gồm là cả hộp cả vòng luôn, giá nó rất là bình dân, chỉ 40.000 thôi. Đấy, 40k một hộp vòng gỗ đeo tay nhá. Tiếp theo sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng đó là cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cho cái cây kéo cắt gà của Đức này, hiện tại em đang bán một cây kéo cắt gà của Đức này, giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 90.000 một cây thôi. Đây,
logo thương hiệu Welling của Đức này. Đấy, hàng về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nha, rất ok. Phần dưới này thì nó làm dạng ba viên này để các bác dùng để đánh vảy cá nhá, rất ok. Tay cầm. Đấy, tay cầm rất ôm tay luôn. Lên mã cho cây kéo cắt gà của Đức nhá. Kéo cắt gà của Đức, bên em đang gửi bác một cây kéo cắt gà của Đức này. Với giá sẽ là đi 90.000 một cây. Kéo gà Đức nhá, kéo gà Đức 90k cho một cây kéo gà Đức nhá. 90k một cây kéo cắt gà của Đức này, giá nó quá bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nha, rất ok. Cắt rất ngon này nhá. 90k một cây. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây thước đo này, thước đo này. Thước đo thì hiện tại bên em đang có thước đo của Filter và toàn bộ dòng này thì đều có lỗ ban đấy nhá. Đều có lỗ ban đây. Đấy, đây, đều có lỗ ban này, mặt đằng sau có lỗ ban luôn này, mặt đằng trước đây nhá. Con này là con 7,5 m này. Đấy, hàng hãng Filter nhá, toàn bộ bên ngoài đều bọc cao su chống trơn trượt này. Phần dây quai này rồi là phần video. Con này là con 7,5 m này. Ngoài ra có con nhỏ hơn thì là cái con này con 5 m này. 5 m này, thước kéo rất trơn tru nhá, 5 m. Đây có lỗ phần lỗ ban này. Có lỗ ban để các bác đo phong thủy nhá. Nhiều bác rất là thích đo phong thủy đấy, nhiều bác rất là hỏi. Đấy thì đây, em nhập về cho bác cái dòng này. Em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là mẩm là cây cây thước thước lỗ ban, thước lỗ ban. Thước lỗ ban thì có hai loại là 5 m nhá. 5 m thì bên em đang bán giá là 40.000. Đấy, 40k. Còn cái loại 7,5 m nhá, 7,5 m thì đang có giá là 50k. Đấy là tùy nhu cầu nhá. Các bác lấy loại nào thì bên em sẽ đặt trong loại đấy nhá. Lấy 5 m thì báo em, lấy loại thước 5 m thì em sẽ đặt cho. Lấy loại 7,5 m thì cứ báo em, bên em là nhặt cho bác thước 7,5 m thì sẽ nhặt cho. Và toàn bộ hai cái cây thước này đều là có lỗ ban hết nhá, đều có lỗ ban để cho các bác xài luôn. Đấy, để phục vụ các bác. Vì nhờ quá nhiều bác hỏi có thước lỗ ban không, thì đây. Thước lỗ ban một cách ngon lành luôn nhá. Đấy, các bác đo phong thủy thì đo đất đai thì ok luôn. 5 m là 40.000, còn 7,5 m thì là 50.000 nhá. Thước lỗ ban nhá, hàng của hãng của Filter. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây tô vít đỏ này, cây tô vít đỏ nhá, em báo giá luôn. Cây này thì hiện tại giá đang rất là tốt rồi. Đấy, tô vít đỏ. Tô vít đỏ này. Tô vít đỏ này giá của nó sẽ là 40.000 một cây nhá, 40.000 một cây. Các bác nào hay xoáy ra căn thứ gia đình nhà mình. Đấy, các bác mua cho một cây này về cực kỳ đa năng luôn. Đấy. Bình thường này các bác nhìn thì cứ tưởng nó là một cái cây vít bình thường thôi nhá. Đấy, nó chỉ có hai đầu đúng không? Thì đây. Ở đây nó sẽ có là hai đầu, một đầu dẹp, đầu ba ke, các bác dùng đầu nào các bác cắm ở đây. Đấy, thì các bác cắm ở đây thì nó thành cây vít bình thường này. Nó có thể chỉnh cái phần cỡ nhá, chiều dài, chiều rộng này, à chiều dài ngắn ngắn vào hay là dài ra này. Đấy, tùy nhu cầu nhá, nó có phần chỉnh cỡ đây này. Đấy, chỉnh cỡ đây. Còn nếu mà các bác muốn chuyển sang thành một cây vít chữ T để các bác xoáy nó có lực tay hơn thì các bác rút cái này ra, cắm vào đây cho em. Đó thì nó sẽ thành một cây công, cây vít tay chữ T nhá. Cái này thì dành cho những cái con ốc mà nó chặt. Đấy, mà các bác cần cái lực công nó khỏe thì các bác lắp sang cái kiểu như này. Đấy, thì ở đây nó có một cái lỗ này. Đấy thì các bác dùng đầu nào các bác cắm đầu ấy vào. Đấy, cắm đầu vào. Ấn chặt vào nhá. Và bắt đầu các bác cứ thế các bác gồng lên các bác xoáy thôi. Đấy, dùng cho những cái con ốc khó, ốc cần lực nhiều thì các bác dùng con kiểu như này. Còn không các bác rút ra lại cắm ở đây bình thường. Là các bác lại xài thành một cây vít bình thường thôi. Đấy, ok luôn. Đấy, hai trong một nhá. Vừa có một cái cây vít chữ T ngang bên này, vừa một cái cây vít thẳng nhai. Và một cây này có cả hai đầu luôn. Đấy, ba ke và đầu dẹt, ok cho bác luôn. À, một đầu ba, đúng rồi, đầu ba ke và đầu dẹt. Hàng này thì của Nhật nhá, hàng bãi của Nhật. Hàng của thương hiệu cái này, xem cái đợi chút đi em xem cái hãng của nó là kia. Hayabusa nhá, Hayabusa. Đấy, hàng của thương hiệu Hayabusa Japan này. Đấy, Hayabusa Japan. Này thì hàng này hãng rất nổi tiếng rồi. Lên mã em xem là cái cây tô vít đỏ nhá. Đấy, vừa thành một cây tô vít dài, vừa thành cây tô vít kiểu dạng vuông góc này. 40k một cây nhá, 40k một cây tô vít đỏ. Tiếp sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ chốt cửa này, bộ chốt cửa nhá. Lên mã em xem cái bộ chốt cửa bạc. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc là cái bộ chốt cửa tự động đều được nhá. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc bộ chốt cửa tự động đi đây. Em sẽ lấy nó qua này. Đây nhá, một bộ nó sẽ gồm có là như này. Đầu vít đi kèm này và một cái bộ như này. Đấy, thì về các bác lắp vào hai cái phần cánh cửa nhà mình. Đấy, khi mà các bác sập vào thì nó sẽ theo cái đường vít vát của nó này, nó sẽ sập vào. Và lúc nào các bác muốn mở ra thì nó sẽ thụt cái này vào và cứ thế các bác mở ra. Còn lúc nào mà các bác muốn đóng vào, các đẩy mạnh cửa cho em cái là tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, đẩy mạnh cửa là tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, các bác không phải cài, nhiều khi mà các bác hay quên nha, các bác không cài ấy. Thì chẳng may là nó cứ để cửa các thứ ra, trộm cắp rồi là các thứ ra, rất nguy hiểm. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, nó là cái bộ chốt cửa bạc nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chốt cửa bạc hoặc là chốt cửa tự động đều được. Đấy, chốt cửa bạc không nhá, chốt cửa bạc. Hiện tại em đang bán một cái bộ chốt cửa bạc như này với giá sẽ là đi
30.000 bộ thôi. Đấy, có đi kèm đó là cả ốc vít để về các bác lắp ra thôi. Đấy, 30k. Bộ chốt cửa bạc này. Đấy, bộ chốt cửa bạc. 30k một bộ nhá. Giá nó quá là hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác lắp vào cửa nhà mình. Đấy, 30k một bộ nhá. 30.000 bộ chốt cửa bạc, chốt cửa tự động nhá. 30k. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, về con này rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác lắp vào hai cánh này. Đấy, lắp vào xong, sau đó các bác ấn mạnh này. Đấy, thấy không? Ấn mạnh nó khớp ngay. Còn nếu các bác lúc nào muốn mở ra thì các bác kéo phần bên hông cho em này. Đấy, kéo thì nó sẽ, đấy, nó kéo nó sẽ thu vào và nó, các bác sẽ mở được cửa ra. Còn không thì các bác cứ ấn mạnh một cái nó sẽ sập vào luôn. Đấy, các bác nhìn lại một lần nữa này. Đấy, ấn mạnh cái sập luôn nhá. Sập ngon lành luôn này, rất tiện dụng và rất là hay. Đấy, bộ chốt cửa bạc nhá. Chốt cửa bạc hoặc là bộ chốt cửa tự động đều được. Đấy, bên em đang bán một bộ này với giá là 30.000, đi kèm cho bác là có cả ốc vít đầy đủ luôn, là 30.000 bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con vòi đồng quay này, vòi đồng quay, vòi đồng tưới cây, dùng cho các bác nào dùng về lắp ở vườn nhà mình này, rồi là các bác lắp ở trên mái nhà mình chống nóng cũng rất ok luôn. Con này chất liệu của nó là dạng đồng, đồng thau nguyên si luôn, đồng thau chất lượng luôn. Đấy thì cái con này nguyên lý động của nó, khi mà có áp lực nước nó đẩy lên thì cái phần này nó sẽ quay, và ở đây nó sẽ có những cái đầu lỗ này, đấy thì nó sẽ phun nước ra và nó cứ thế nó quay tròn, sau đó nó phun nước ra. Đấy, quay tròn này và nó phun nước ra, nước càng mạnh thì quay càng nhanh và phun càng khỏe nhá, phun càng khỏe. Đấy thì nó sẽ cứ quay tròn thôi. Còn này các bác sử dụng ngoài trời cho em thoải mái, không lo nó bị gì xét thứ gì, nó rất là bền. Đồng thì có yên tâm về đồng với nước thì nó rất là bền rồi. Đấy, đồng kết hợp với nước thì rất là bền luôn và ok. À, có đi kèm nó là một cái đầu cút nối nhanh nha. Đấy, cái cút nối nhanh thì về em nói luôn các bác nhá. Về các bác nếu mà có những cái đầu cút nối nhanh của nhà bác, các bác lắp vào thì các bác đã xài. Còn nếu không thì các bác bỏ cái này ra. Đấy, mua cho em một cái gen 21 ấy, nó có cái gen xoáy này, các bác lắp nó vào để cho nó tiện hơn. Chứ còn cái đầu này thực ra là nó phải có đầu nối nhanh cơ thì các bác mới nối được. Chứ còn không là các bác không có đâu, các bác không nối đâu. Em nói luôn đấy, không lúc về các bác bảo là không lắp được, nó rất là dở hơi. Đấy thì chủ yếu bán cái phần vòi này thôi. Đấy, còn cái này thì nhà xuất người ta có đi kèm. Đấy thì về các bác có cút nối nhanh ấy, cút nối nhanh thường thường thì nó sẽ ấn cái này xuống này. Đấy, sau đó nó sẽ khớp vào luôn này thì nó sẽ dễ. Đó thì lên mã em sẽ cảm ẩm cái con vòi quay nhá. Đấy, vòi quay 360 độ này, chất liệu bằng đồng nhá. Con này đi tại bên em đang gửi áp giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80k. Đấy, 80k cho một chiếc vòi quay. Cứ lên mã em sẽ làm vòi quay này. Vòi quay đang gửi bác là 80k cho một con vòi quay này, chất liệu bằng đồng. Đấy, 80k một cái vòi quay nhá, 80.000 thôi. Đấy, quay tròn nha. Vòi quay 80.000 một triệu nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này dùng tưới cây thì các thứ dùng rất ok đây. Các bác cùng coi này. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần nước nha mình. Đấy, sau khi mà mở van nước này, các bác nhìn này, nó xòe này. Đấy, nó xòe ra rất là to luôn. Cái đường kính bán kính xòe rất là to. Đấy, và cũng do cũng theo chủ yếu là cái theo áp lực nước của bác nhá. Áp nước bác càng mạnh thì nó phun ra tuyển nó càng rộng, cũng như là nó quay càng nhanh các nhá. Đấy, quay càng nhanh đấy, các bác nhìn lại lần nữa này, mở ra. Đấy, thấy không? Dùng để tưới cây này, rồi là lắp trên mái chống nóng này, các thứ này cũng ok luôn nhá. 80.000 một chiếc không nhá. Vòi quay chất liệu bằng đồng, 80k một chiếc này các bác nhá. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, mở van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn.
Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Tiếp theo em lên luôn cho bác, đó là cái dòng táo này. Táo khô Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Uy tín chưa? Táo khô Hàn Quốc. Đấy, các bác cũng có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng ngày Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể sử dụng trong nhiều món nhá. Trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này, cũng ok. Đấy, hàng này thì đết còn già nhá, đết còn già luôn. Đây để em tìm cho bác cái đết này. Đâu? Đết của nó có đoạn nào? À đây, đết thì sẽ là 2027 nhá. 25 tháng 12 2027 luôn, rất là xa nhá, đết còn đến tận mấy năm nữa cơ. Nên là các bác yên tâm. Kim Hung Búc này, đó. Cái này táo khô Hàn Quốc nhá. Táo khô Hàn Quốc, hàng size to, hàng size quả to nhá, hàng size quả to. Đó. Cứ 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được. Đấy, táo khô Hàn Quốc. Đang gửi bác là 80k một túi nhá, 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này. Đấy, rồi là đặc biệt là các bác về ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để Tết uống cũng ok. Cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá, các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn. Ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn. Và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá, rất dễ uống luôn, mà nó ngọt ngọt, ngọt ngọt dễ uống lắm, ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán, các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm. Đó. Rồi là sử dụng nhiều món, nó chung sử dụng nhiều món. Cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất hay. 80k một túi nhá, 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt, nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về, các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Nó phích cắm chân dẹt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nhá. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật cũng nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200 m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này.
đấy công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9,5 cm, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá cái này lên trần này. Đấy, các bác để này các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo rồi nó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây, đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào, dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng cái một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các bác nhìn bụi cây này, con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây, ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật. Nhưng mà các bác cứ
mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử cho em sẽ đổi hành bảo trả cho bác luôn nếu bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo bác là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này, nó phải nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này, đấy em sẽ bật bên này chưa, đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá, đấy, rất là rộng nhá. À con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá, đấy hai bên đều sáng luôn, nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa, đấy nó sẽ sáng hai bên như này, đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây sáng kinh khủng luôn đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này, đấy các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây đấy đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá, đây sáng như ban ngày luôn, đây này, đấy đây các bác nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết rồi này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn này. Em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đấy sáng dã man, rộng dã man luôn nhá, đó đây bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy sáng dã man luôn, đây chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn như ban ngày luôn nhá. Đấy rồi đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này, đấy đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá, độ sáng cực cao luôn.